Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 61. Võ Châu. Sau khi tiến vào Võ Châu, Diệp Quân ngạc nhiên phát hiện linh khí ở nơi này rất dồi dào, không chỉ có thể mà hắn còn cảm nhận được tổ nguyên trong những linh khí này. Không nhiều, cũng không đủ tinh khiết, nhưng đúng là hơi thở của tổ nguyên. Lúc này, bà cụ bên cạnh chợt nói, phía trước chính là dãy núi Hoành Võ, Võ Tông ở bên trong dãy núi này. Diệp Quân nhìn dãy núi không thể nhìn thấy điểm cuối kia, cất tiếng hỏi, thực lực của Võ Tông thế nào ở Võ Châu này? Bà cụ trầm giọng nói, đứng đầu. Đứng đầu. Diệp Quân gật đầu, nói thật thì có hơi khó khăn, vì chắc chắn người ta sẽ không tùy tiện cho hắn mượn dùng truyền tống trận. Nếu dùng tiền thì khó đảm bảo đối phương sẽ không nổi lòng tham. Bà cụ lại nói, người sáng lập Võ Tông này tên Hoành Võ, là cao thủ đứng đầu vũ trụ chúng ta năm đó. Sau khi chiến đấu với toàn bộ vũ trụ đều không có đối thủ, bèn thành lập Võ Tông. Từ sau đó Võ Tông cũng trở thành tông môn đứng đầu toàn bộ vũ trụ, mãi đến về sau phu tử sáng lập Văn Viện, vũ trụ này mới có một thế lực đối kháng với Võ Tông. Diệp Quân nhìn về phía bà cụ, phu tử chính là nữ phu tử trước đó à? Bà cụ gật đầu, đúng thế, bà ấy là người sáng lập Văn Viện. Diệp Quân hơi tò mò. Đến lúc này nữ phu tử kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, chuyện này thật sự không được bình thường. Chẳng lẽ đối phương đang chuẩn bị đại chiêu? Nữ phu tử. Bà cụ hỏi, Diệp công tử, tiếp theo cậu định đi vào luôn, hay là? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía dãy núi kia, hắn im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, đi vào luôn. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này, vì thế hắn quyết định hành động dứt khoát luôn. Diệp Quân nói, chúng ta đi thôi. Bà cụ gật đầu, dẫn theo Diệp Quân biến mất ở cuối chân trời. Hai người nhanh chóng đi tới dưới một chân núi lớn, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi cao vạn trượng, đỉnh núi ẩn mình trong đám mây, mấy cung điện kiến trúc hùng vĩ như ẩn như hiện. Võ Tông. Diệp Quân đi theo bà cụ tới trước sơn môn của Võ Tông, hai người vừa mới đi đến đã có một ông lão xuất hiện ngay trước mặt. Ông lão nhìn hai người nhóm Diệp Quân, các người là người phương nào? Diệp Quân tiến lên một bước, chắp tay, tại hạ Diệp Quân đến để thăm hỏi tông chủ Võ Tông. Ông lão lập tức nhíu mày, tông chủ là ai mà người nào muốn gặp cũng. Nói đến đây, ông ta chợt im lặng. Vì trước mặt ông ta xuất hiện một viên đan dược. Tổ nguyên đan. Cảm nhận được sức mạnh tổ nguyên bên trong đan dược, ông lão lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta nhìn về phía Diệp Quân. Nét mặt đã dịu dàng hơn nhiều, các hạ xưng hô thế nào? Diệp Quân khẽ mỉm cười, Diệp Quân. Ông lão hơi nghi ngờ, vì ông ta chưa từng nghe thấy cái tên này. Diệp Quân lại nói, phiền ông thông báo với tông chủ của mình. Sau đó, hắn lại lấy một viên tổ nguyên đan ra. Thấy cảnh này, ông lão nhất thời tỏ vẻ kinh ngạc, người này ra tay cực kỳ rộng rãi, chắc chắn không phải một người bình thường. Nghĩ đến đây, ông lão nhận lấy hai viên tổ nguyên đan, xin đợi một lát. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Diệp Quân im lặng chờ đợi, hắn nhìn vào trong Võ Tông, hắn cảm nhận được rất nhiều khí thế mạnh mẽ ở sâu trong Võ Tông này. Không lâu sau đó, ông lão quay lại, đi tới trước mặt Diệp Quân, cất lời, mời các hạ đi theo ta. Diệp Quân gật đầu. Diệp Quân đi theo ông lão đến trước một đại điện, ông lão giơ tay ra hiệu, mời. Diệp Quân nói, làm phiền rồi. Sau đó, hắn đi vào trong đại điện. Trong đại điện rất trống trải và yên tĩnh, trước mặt hắn không xa có một người phụ nữ mặc áo bào màu tím, tóc trắng như tuyết xõa xuống, hai tay chắp sau lưng, bà ta đứng trên bục cao nhìn xuống Diệp Quân, trên người có một sức mạnh áp đảo vô hình. Diệp Quân hơi bất ngờ, không ngờ tông chủ của Võ Tông lại là một người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Diệp Quân. Không nói một lời. Cảm giác bị chèn ép kia ngày càng mạnh hơn. Diệp Quân lấy bình tĩnh, hành xử đúng mực, tông chủ, lần này ta đến đây là muốn mượn dùng trận pháp của quý tông môn để rời khỏi đây. Đi thẳng vào vấn đề. Người phụ nữ chậm rãi bước xuống bậc thang, mỗi khi bà ta tiến một bước về phía trước, áp lực vô hình kia sẽ mạnh hơn một chút. Diệp Quân bình tĩnh nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Quân. Bà ta rất cao, cao hơn Diệp Quân rất nhiều. Bà ta đưa mắt nhìn xuống Diệp Quân, người ngoại lai. Diệp Quân gật đầu.
Người phụ nữ lại hỏi, người có thể cho ta cái gì? Diệp Quân mở lòng bàn tay, một luồng tổ nguyên xuất hiện. Tổ nguyên? Người phụ nữ bình tĩnh nhìn tổ nguyên trong lòng bàn tay hắn, chỉ thế thôi à? Diệp Quân hỏi, tiền bối cần bao nhiêu? Người phụ nữ duỗi một ngón tay trắng như ngọc. Diệp Quân gật đầu, lại lấy 10 tổ nguyên ra. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Diệp Quân, là 100. 100 tổ nguyên. Diệp Quân im lặng. 100 tổ nguyên là một số lượng lớn. Đương nhiên cũng chỉ là con bò rụng lông với hắn. Người phụ nữ nói, nếu không có thì mời về cho. Dứt lời, bà ta xoay người. Nhưng lúc này, Diệp Quân đưa ra 100 tổ nguyên. Người phụ nữ dừng bước, bà ta xoay người không nhìn tổ nguyên kia, mà là nhìn chằm chằm Diệp Quân. Bốn mắt nhìn nhau. Người phụ nữ có mặt trái xoan, mắt phượng, ngũ quan rất hoàn mỹ, đặc biệt là mái tóc bạc kia, khiến người phụ nữ trông xinh đẹp hơn. Nhưng bà ta thật sự quá có khí thế, đặc biệt là đôi mắt phượng, khi nhìn chằm chằm người khác sẽ cho người khác một cảm giác bị nhìn thấu. Diệp Quân đối mắt với bà ta, ánh mắt của hắn bình tĩnh, rất ôn hòa và ung dung. Khí thế của cao thủ hoàn toàn không thể uy hiếp đến hắn, dù sao thì hắn cũng đã gặp được quá nhiều cao thủ rồi. Lúc này, người phụ nữ tóc trắng đột nhiên nhìn 100 tổ nguyên trong lòng bàn tay Diệp Quân, sau đó nói, ngươi không sợ ta giết ngươi sau đó cướp đi tất cả tổ nguyên trên người ngươi sao? Diệp Quân thản nhiên nói, ta từng suy xét đến chuyện này. Người phụ nữ tóc trắng nhìn về phía Diệp Quân, khá là tò mò, vậy ngươi còn dám lấy ra nhiều tổ nguyên như thế? Diệp Quân nghiêm túc nói, ta biết tiền bối có thể sẽ vì cám dỗ to lớn mà giết người cướp của, dù sao tổ nguyên cũng rất quý giá, nhưng ta có thể lấy ra nhiều tổ nguyên như thế trong phút chốc, chắc chắn tiền bối đang nghĩ là ta có nhiều hơn. Đúng như tiền bối đoán, trên người ta thật sự có rất nhiều, nhưng ta vẫn muốn thể hiện thiện chí của ta trước. Để tiền bối biết lần này ta đến Võ Tông không phải muốn gây thù chuốc oán với Võ Tông, chỉ muốn mượn truyền thừa của Quý Tông Môn để rời khỏi đây thôi. Thiện chí. Trong lúc đến đây, hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, một khả năng trong đó là Võ Tông không chịu được cám dỗ giết người cướp của, cuối cùng hắn và Võ Tông sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Mà dù là thế hắn vẫn muốn thể hiện thiện chí của mình trước. Chu Du bên ngoài, phải đối đãi với mọi người bằng lòng thiện. Hắn không tin tất cả mọi người đều không có não, động một tí là giết người cướp của. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu ta thật sự muốn giết người cướp của thì ngươi phải làm sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, khi nãy tiền bối nói muốn 100 tổ nguyên thật ra là muốn ta biết khó mà lui, đúng không? Người phụ nữ cười khẽ, nhưng ngươi cũng không biết khó mà lui, không đúng, có lẽ là ta đánh giá thấp sự giàu có của ngươi rồi. Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối, có phải không thể sử dụng trận pháp kia không? Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, bình tĩnh nói, từ nghìn năm trước đã không thể sử dụng rồi. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Người phụ nữ giải thích, trận pháp đã hư hại, nhưng dù không hư hại thì cũng không thể sử dụng, vì mỗi lần điều động trận pháp đều tốn rất nhiều tổ nguyên. Dù là võ tông ta cũng không chịu nổi nhiều tổ nguyên như thế. Diệp Quân cau mày, hơi khó xử. Chẳng lẽ thật sự phải đối đầu trực diện với phong ấn mà thần nhất để lại sao? Hiện tại hắn ở lại nơi này là rất nguy hiểm, vì một khi ngụy thần đến hắn chắc chắn sẽ toi đời. Lúc này, người phụ nữ đột nhiên nhận lấy tổ nguyên trước mặt. Diệp Quân sửng sốt. Cái quái gì vậy? Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, ngươi đừng nghĩ linh tinh, ta còn chưa đến mức phải chút cướp tổ nguyên này của ngươi. Diệp Quân nghi ngờ, vậy tông chủ là đang... Người phụ nữ bình tĩnh nói, không phải ngươi muốn đi ra ngoài à? Ta nghĩ cách giúp ngươi. Diệp Quân vội hỏi, cách gì cơ? Người phụ nữ đáp, đang nghĩ. Diệp Quân. Người phụ nữ chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ nghiêm chỉnh, võ tông của ta sẽ thèm chút tổ nguyên này của ngươi chắc. Ngươi yên tâm, ta nói nghĩ cách thì sẽ nghĩ cách, ngươi tạm thời cứ ở lại võ tông, đợi ta nghĩ ra cách rồi sẽ giúp ngươi ra ngoài. Diệp Quân hỏi, bao lâu? Người phụ nữ giơ một ngón tay. Diệp Quân nói, một ngày à? Người phụ nữ lắc đầu, một năm. Diệp Quân nhìn chằm chằm người phụ nữ, không nói gì. Người phụ nữ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nửa năm. Diệp Quân khẽ thở dài, cô nương, ta không có nhiều thời gian như thế đâu, ta cho tiền bối 3 ngày,
trong vòng 3 ngày người phải nghĩ cách giúp ta rời khỏi đây, nếu không tiền bối phải trả lại tổ nguyên cho ta. Người phụ nữ im lặng. Diệp Quân nhìn bà ta, được chứ? Người phụ nữ lắc đầu, 3 ngày không đủ, 10 ngày, ít nhất là 10 ngày. Diệp Quân im lặng. Người phụ nữ lại nói, muốn rời khỏi đây cũng chỉ có hai cách, một là phá vỡ sức mạnh phong ấn mà thần nhất để lại, thứ hai là mượn trận pháp dịch chuyển kia. Phong ấn thần nhất gặp mạnh sẽ càng mạnh hơn, hoàn toàn không thể phá vỡ. Vì thế chỉ có thể mượn trận pháp dịch chuyển kia thôi, mà trận pháp dịch chuyển đã bị hư hại, muốn sửa chữa phải mất một khoảng thời gian. Diệp Quân trầm giọng hỏi, trận pháp dịch chuyển có thể sửa được sao? Người phụ nữ gật đầu, chỉ cần đủ tiền là được. Diệp Quân nhìn bà ta, sau đó nói, vậy ta đợi 10 ngày. Người phụ nữ gật đầu, khoảng thời gian này ngươi có thể đợi ở Võ Tông, nhưng có rất nhiều chỗ ngươi không thể đi. Diệp Quân gật đầu, được. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, người phụ nữ nhìn chằm chằm bên ngoài điện, hơi híp mắt. Lúc này, một ông lão lưng còng xuất hiện sau lưng người phụ nữ như bóng ma. Ông lão nhìn chằm chằm ngoài điện, nói với giọng điệu âm u, tông chủ, người này có thể dễ dàng lấy ra 100 tổ nguyên có nghĩa trên người cậu ta chắc chắn có tổ mạch. Nét mặt người phụ nữ không chút cảm xúc, đương nhiên ta biết trên người hắn có tổ mạch. Ông lão hơi chần chừ, sau đó nói, vậy vì sao tông chủ không? Dứt lời, ông ta làm một động tác cắt cổ. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn ông ta, ông muốn giết người cướp của, chẳng lẽ không phải nên điều tra lai lịch của đối phương trước à? Ông lão vội nói, thuộc hạ lập tức đi ngay. Sau đó, ông ta biến mất. Người phụ nữ nhìn bóng người mơ hồ ngoài điện phía xa, bình tĩnh nói, thế lực sau lưng ngươi mạnh, ta sẽ làm bạn với ngươi, nếu không mạnh. Nói đến đây, ánh mắt bà ta dần trở nên lạnh như băng. Bạn! Không phải ai cũng có tư cách làm bạn với bà ta. Sở dĩ bà ta không ra tay là vì như lời bà ta nói khi nãy, trong lúc còn chưa điều tra rõ lai lịch của đối phương, đương nhiên bà ta sẽ không tự tiện ra tay, dù sao người có tổ mạch chắc chắn là lai lịch không đơn giản. Cũng không vội làm gì. Người phụ nữ xoay người rời đi. Ngoài điện, Diệp Quân cũng không chọn đi lang thang trong Võ Tông, hắn đi tới chỗ ở Võ Tông sắp xếp cho. Sau khi vào phòng, hắn đặt ra một cấm chế bên trong, sau đó tiến vào trong tiểu tháp. Vừa đi vào tiểu tháp, Mộc Nguyên đã xuất hiện trước mặt hắn, tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Quân cười hỏi, tiền bối muốn nói chuyện Võ Tông sao? Mộc Nguyên gật đầu, sau đó nói, ta hiểu ý cậu là muốn bày tỏ thiện chí, kết thiện duyên, việc này đương nhiên là không sai, có điều có lẽ cậu đã đánh giá thấp sự độc ác của nhân tính rồi. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta hiểu, nhân tính tham lam là chuyện rất thường tình. Mộc Nguyên nhìn về phía Diệp Quân, cho nên công tử đang cược với nhân tính của Võ Tông à? Diệp Quân lắc đầu, ta không phải đang cược. Mộc Nguyên thắc mắc, thế thì là gì? Diệp Quân cười nói, dù sao chúng ta cũng muốn nhờ vào Võ Tông, nếu đã nhờ vào người khác thì đương nhiên phải cho người khác lợi ích, người khác cũng không nợ chúng ta cái gì, đây là chuyện chúng ta nên làm. Về việc bọn họ muốn làm thế nào đó là chuyện của bọn họ. Mộc Nguyên nhìn Diệp Quân với nét mặt phức tạp. Nên làm. Thật ra dù bây giờ họ bị phong ấn tu vi, nhưng với thực lực của Diệp Quân hiện tại cộng thêm đám cao thủ trong tháp, nếu chiến đầu thì đúng là Võ Tông không thể nào thắng nổi. Phải biết rằng sau khi dung hợp với Ngao Thiên Thiên, Diệp Quân đã có thể chống lại phong ấn để chiến đấu, nhưng Diệp Quân nói đúng. Nếu ngươi muốn nhờ vả người khác thì đương nhiên phải có thái độ và hành động của một người nhờ vả. Ngươi không thể vì người ta có khả năng muốn hại người mà trở mặt với người ta được. Diệp Quân ngồi xếp bằng xuống, tập trung tinh thần. Trong suốt hành trình tu luyện, hắn phát hiện cách nhanh nhất để nâng cao thực lực chính là chiến đấu và tu tâm. Chiến đấu đương nhiên không cần phải nói, chỉ có thông qua những trận chiến sinh tử, ép bản thân đến giới hạn mới có thể đột phá được giới hạn. Đạt tới một độ cao khác, còn tu tâm cũng giống như mài dao, phải tự xem xét bản thân mọi lúc, không ngừng nhìn kỹ nội tâm của mình, nhận rõ nội tâm, hàng phục nội tâm. Chiến đấu là tu luyện thân thể. Tu tâm là tu luyện linh hồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai thứ không thể thiếu được thứ nào. Chân vũ trụ. Trong một vùng đất tuyết mênh mông ở phía bắc có một thiếu niên mặc áo bào đen chậm rãi bước đi.
gió rét gào thét, thiếu niên ngược gió tiến lên. Thiếu niên này chính là Diệp Khải. Hiện tại, dưới sự đào tạo của vũ trụ quan huyên, cảnh giới của Diệp Khải cũng đã đạt đến mệnh vận đại đế, là thiên tài yêu nghiệt nhất chỉ đứng sau Diệp Quân, Diệp An và Ngao Thiên Thiên. Vũ trụ quan huyên luôn dồn hết sức để đào tạo nhóm thiên tài cùng thế hệ với Diệp Quân năm đó, không chỉ cho bọn họ tài nguyên tốt nhất mà còn có danh sư dạy dỗ. Vì thế mấy người nhóm Diệp Khải tiến bộ cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có vũ trụ quan huyên mà chân vũ trụ cũng dồn hết tâm trí để đào tạo thế hệ trẻ. Mà hiện tại, từ sau khi chân vũ trụ hợp tác với vũ trụ quan huyên, hai vũ trụ đều tiến vào thời kỳ phát triển với tốc độ cao. Đây là thời đại tốt nhất với sinh linh hai vũ trụ. Dù là chân vũ trụ hay vũ trụ quan huyên đều có thiên tài liên tục xuất hiện như măng mọc sau mưa. Mà hiện tại, Tuế Nguyệt Trường Hà chính là nơi rèn luyện của hai vũ trụ, dù chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đã sống chung hòa bình, nhưng việc cạnh tranh giữa hai vũ trụ vẫn luôn tồn tại, đương nhiên bây giờ là cạnh tranh tích cực. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên, hai vũ trụ đã không còn xem nhau là mục tiêu nữa. Mục tiêu của thiên tài yêu nghiệt ở hai vũ trụ hiện tại là Tuế Nguyệt Trường Hà, là thời đại cũ, là Diệp Quân. Đúng. Mục tiêu của thiên tài yêu nghiệt ở hai vũ trụ hiện tại là Diệp Quân. Vì Diệp Quân là người lợi hại nhất của chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên hiện tại, là đối tượng được tất cả thiên tài và yêu nghiệt theo đuổi. Mục tiêu của Diệp Khải cũng là Diệp Quân. Phải nói rằng từ trước đến giờ, mục tiêu của y vẫn luôn là Diệp Quân. Lúc này, Diệp Khải dừng lại, y ngẩng đầu nhìn lên một ngọn núi tuyết phía xa, có thể nhìn thấy thấp thoáng một ngôi miếu cổ xưa trên ngọn núi tuyết. Diệp Khải cười nói, sư phụ, chúng ta đến rồi. Một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Khải, lên đi. Diệp Khải gật đầu, sau đó bắt đầu đi lên núi. Trên đường đi, giọng nói kia chợt cất lời, nghe nói Diệp Quân đã tiến vào thời đại cũ. Hơn nữa hắn còn đạt đến cảnh giới đế quân rồi. Diệp Khải gật đầu, con biết. Giọng nói kia ngập ngừng. Diệp Khải cười nói, sư phụ muốn bảo con đừng đặt Diệp Quân huynh làm mục tiêu đúng không? Giọng nói kia khẽ thở dài, hắn quá yêu nghiệt, còn được trời ưu ái, có rất nhiều đại lão âm thầm đào tạo. Nếu con xem hắn là mục tiêu thì đến một ngày nào đó, con sẽ phát hiện có đuổi theo thế nào cũng không kịp, ta sợ tâm cảnh của con sẽ sụp đổ. Diệp Khải nhẹ giọng nói, sư phụ, người nói xem nếu con và Diệp Quân huynh đều không có ai hướng dẫn, cả hai phát triển tự do thì ai sẽ lợi hại hơn? Giọng nói kia im lặng một lúc lâu rồi hỏi, bản thân con cảm thấy sao? Diệp Khải mỉm cười, lúc ở Diệp tộc, con và huynh ấy đều không có ai hướng dẫn, nhưng vị trí thế tử vẫn là của huynh ấy, con không thể tranh với huynh ấy. Đương nhiên con cũng chịu thua vì huynh ấy đúng là ưu tú hơn con. Sau đó có sư phụ giúp đỡ, con cho rằng con đã có thể vượt qua huynh ấy. Lúc đó con còn cảm thấy hơi xấu hổ, cảm thấy không công bằng với huynh ấy, nhưng không ngờ huynh ấy lại là con trai của kiếm chủ nhân gian. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười khẽ. Âm thanh kia nhỏ giọng nói, sau đó thì sao? Diệp Khải phủi tuyết trên người, sau đó cười nói, sau đó thấy Diệp Quân huynh thừa kế vũ trụ quan huyên, càng đi càng xa, con thật lòng vui vẻ thay huynh ấy. Người kia im lặng. Diệp Khải cười nói, sư phụ sợ con ghen tị với Diệp Quân huynh ư. Giọng nói kia đáp, từng có lo lắng này. Diệp Khải bình tĩnh nói, con sẽ không ghen tị với Diệp Quân huynh. Giọng nói kia tỏ vẻ tò mò, vì sao? Diệp Khải ngẩng đầu nhìn ngôi miếu cổ ngày càng gần kia, nhẹ giọng nói, Diệp Quân huynh là con trai của kiếm chủ nhân gian, thân phận này là một trợ giúp lớn với huynh ấy, nhưng chẳng phải cũng là một ràng buộc sao? Tương lai của toàn bộ vũ trụ đều đè lên người huynh ấy, áp lực đó sẽ đáng sợ đến mức nào? Giọng nói kia đáp, đúng là thế. Diệp Khải nói tiếp, hơn nữa con nhận được sự giúp đỡ của sư phụ, đã có điểm xuất phát vượt xa người bình thường, con đã thỏa mãn lắm rồi. Làm người phải biết đủ, nếu không biết đủ thì sẽ chỉ rơi vào ma chướng, tự mình hại mình. Giọng nói kia cười đáp thiện. Diệp Khải lại phủi tuyết trước ngực. Sau đó nói, đợi sau khi thí luyện lần này kết thúc, con sẽ đến Tuế Nguyệt Trường Hà ngược dòng Tuế Nguyệt, sau đó đuổi kịp Diệp Quân huynh đánh một trận với huynh ấy. Làm người dù gì cũng phải có một mục tiêu đúng không? Người kia cười nói, đánh một trận cũng được, ta cũng muốn xem thử bây giờ thằng nhóc kia đã đến trình độ nào rồi.
Diệp Khải cười to, vừa mới cười, vô số gió tuyết đã bay vào họng y khiến y sặc đến mức ho khan một trận. Không lâu sau đó, Diệp Khải đi tới trước cửa ngôi miếu cổ, trên cửa ngôi miếu có một ngọn đèn dầu, gió tuyết thổi qua nhưng ngọn đèn dầu vẫn không hề lung lay. Diệp Khải đứng trước cửa miếu, sau đó gõ nhẹ lên cửa, không có tiếng động. Diệp Khải gõ cửa một lần nữa. Kéo kẹt. Cửa ngôi miếu cột đột nhiên mở ra, một khuôn mặt già nua xuất hiện trước mặt Diệp Khải. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Khải, không nói một lời. Diệp Khải mở lòng bàn tay, một miếng ngọc bội xuất hiện, có một vị tiền bối bảo ta đến đây. Khi nhìn thấy ngọc bội kia, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, ông ta vội mở cửa rồi nói, mời vào. Diệp Khải cúi người đi vào miếu, đập vào mắt là một cái sân không lớn lắm, khắp nơi lót đá xanh, rất sạch sẽ, còn có một hòa thượng đang dọn dẹp. Thấy Diệp Khải, hòa thượng nhìn thoáng qua y, sau đó hơi cúi chào. Diệp Khải cũng vội vàng đáp lễ. Dưới sự chỉ dẫn của lão hòa thượng kia, Diệp Khải tiến vào một đại điện, trong đại điện là một tượng Phật cổ đắp bằng bùn, nghiêm túc trang trọng. Lão hòa thượng bái lạy, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Khải thoáng do dự rồi nói, ta không xuất gia. Lão hòa thượng không nói gì, chỉ lấy một bộ áo tăng ra đưa cho Diệp Khải, mặc vào đi. Diệp Khải không từ chối mà lập tức mặc áo tăng vào. Lão hòa thượng lại nói, đi theo ta. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Diệp Khải đi theo lão hòa thượng đi tới cửa sau của miếu, sau khi ông ta mở cửa, gió tuyết bên ngoài gào thét thổi vào, ác liệt tựa như dao. Lão hòa thượng chỉ xuống đất, Diệp Khải nhìn theo, dưới mắt đất có những dấu chân chồng lên nhau. Diệp Khải hơi khó hiểu. Lão hòa thượng chắp tay, đi theo nó đi. Diệp Khải chần chừ một lúc rồi hỏi, đại sư, đây là hướng thánh sao? Lão hòa thượng gật đầu. Diệp Khải lại hỏi, vị thánh này là ai? Lão hòa thượng lắc đầu, đừng hỏi nhiều. Diệp Khải gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, y bước ra cửa miếu, nhưng vừa mới đi ra ngoài thì y đã lập tức sửng sốt. Toàn bộ tu vi bị phong ấn. Diệp Khải sửng sốt, y quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng gật đầu, đi đi. Diệp Khải im lặng một lúc rồi gật đầu, y xoay người đi về phía xa theo những dấu chân kia, chẳng mấy chốc, Diệp Khải đã biến mất trong gió tuyết. Lão hòa thượng đưa mắt nhìn Diệp Khải rời đi, sau đó tiến vào trong miếu đóng cửa lại. Lúc này có hai người xuất hiện bên ngoài cửa miếu. Một người trong đó là chủ nhân Bút Đại Đạo, người đàn ông bên cạnh ông ta là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn bóng lưng Diệp Khải biến mất ở phía xa. Nhẹ giọng nói, thật ra người mới đầu ông chọn không phải Diệp Quân mà là tiểu tử này. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn về phía xa, không nói gì. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân Bút Đại Đạo, hơi nhíu mày, không đúng, nếu mục tiêu của ông là tiểu tử này mà không phải Diệp Quân kia, vậy vì sao sau đó ông? Chủ nhân Bút Đại Đạo bình tĩnh nói, đến tận bây giờ Diệp Quân vẫn không nằm trong kiểm soát của ta. Vô Biên Chủ sửng sốt. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhẹ giọng nói, từ khi hắn ra đời đã không ở trong đạo rồi, đại đạo hoàn toàn không có tư cách kiểm soát hắn, cũng không dám kiểm soát, vừa sinh ra đã ở ngoài đạo, có kinh khủng không chứ? Vô Biên Chủ im lặng một lúc lâu rồi nói, quá kinh khủng. Đây là nhật ký. Trước ngôi miếu, chủ nhân Bút Đại Đạo và Vô Biên Chủ đứng im tại đó, chủ nhân Bút Đại Đạo đưa mắt nhìn về phía trước, xung quanh gió tuyết gào thét như dao cắt lên mặt. Vô Biên Chủ chợt cất lời, tiếp theo có dự tính gì không? Chủ nhân Bút Đại Đạo bình tĩnh nói, tạo dựng trật tự. Vô Biên Chủ hỏi, xây dựng lại trật tự thần nhất hà? Chủ nhân Bút Đại Đạo lắc đầu, một trật tự hoàn toàn mới. Vô Biên Chủ cau mày, một trật tự hoàn toàn mới. Chủ nhân Bút Đại Đạo gật đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt xa xa, nhẹ giọng nói, ở thời đại đó, trật tự thần nhất đúng là tốt nhất. Nhưng vẫn còn chưa đủ hoàn mỹ, vì lúc ông ta còn sống, trật tự có thể vận hành, nhưng một khi ông ta chết đi, trật tự sẽ lập tức sụp đổ, những người dưới trướng ông ta sẽ bắt đầu cắn trả lại vũ trụ, mang đến tai họa cho vũ trụ. Nói đến đây, ông ta nhẹ nhàng lắc đầu, trật tự thế này không ổn định. Vô Biên Chủ lắc đầu, không thể có trật tự hoàn mỹ được. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhẹ giọng nói, ta biết, nhưng vũ trụ này cần một trật tự. Nếu không tuổi thọ của nó hiện tại. Nói đến đây,
trong mắt ông ta lộ vẻ lo lắng. Vô biên chủ im lặng. Vũ trụ. Tuổi thọ của vũ trụ cũng không phải là vô cùng vô tận, nếu tất cả vũ trụ đều như hệ ngân hà, mọi người đều không tu luyện, thì đương nhiên tuổi thọ của vũ trụ sẽ có thể kéo dài rất lâu, nhưng bây giờ vũ trụ này có quá nhiều người tu luyện. Người tu luyện càng nhiều thì gánh nặng của vũ trụ sẽ càng lớn. Hơn nữa tất cả người tu luyện đều đang cướp đoạt tài nguyên của vũ trụ mà không chút kiểm soát, đặc biệt là những người tu luyện thần tính ngày càng mạnh, bọn họ chỉ muốn vét sạch tài nguyên của vũ trụ, dùng nó để bản thân trở nên mạnh mẽ. Dần ra, chắc chắn vũ trụ sẽ không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng tất cả sinh linh đều cùng nhau đi về phía diệt vong. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhẹ giọng nói, ta từng đến rất nhiều vũ trụ, gặp rất nhiều nền văn minh rực rỡ, nhưng cuối cùng những nền văn minh này cũng dần đi về phía hủy diệt vì sự tham lam, kể cả nền văn minh thần nhất cũng đang đi về hướng sa sút. Nếu vũ trụ này không có một trật tự hoàn toàn mới kiểm soát thì sẽ không tồn tại được lâu nữa, cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn đi về phía diệt vong. Vô biên chủ trầm giọng nói, vũ trụ kiếp. Chủ nhân Bút Đại Đạo gật đầu, dù chân thần đã áp chế vũ trụ kiếp, nhưng mà, vũ trụ kiếp vẫn luôn tồn tại, hơn nữa hành động đó của cô ta không chỉ đi ngược với đạo mà còn là một tai họa ngầm to lớn, vì dưới sự áp chế của cô ta vũ trụ kiếp sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Vô biên chủ trầm giọng nói, không thể hoàn toàn hủy diệt nó à? Chủ nhân Bút Đại Đạo lắc đầu, kiếp này vốn sinh ra vì chúng ta, hủy diệt vũ trụ kiếp cũng tương đương với hủy diệt vũ trụ này, vì thế chân thần cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Vô biên chủ nhìn về phía cuối tầm mắt, ông muốn cho Diệp Khải này. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, đây là một thiếu niên tốt, sau này có thể gánh vác được trọng trách. Dù sao muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới không thể chỉ dựa vào một mình Diệp Quân được, hắn cần có một vài trợ thủ đắc lực, mà những trợ thủ này không chỉ phải đủ điều kiện về thực lực mà nhân phẩm và tâm lý cũng phải vượt qua kiểm tra mới được. Vô biên chủ gật đầu, đúng là thế. Chủ nhân Bút Đại Đạo ngẩng đầu nhìn về phía xa, cười nói, ngoài Diệp Khải này còn có mấy người rất được, đáng để dốc sức đào tạo. Vô biên chủ nhìn về phía chủ nhân Bút Đại Đạo, ông mặc kệ Diệp Quân rồi à? Chủ nhân Bút Đại Đạo trợn trắng mắt, bây giờ hắn là người an toàn nhất của cả vũ trụ này đấy. Vô biên chủ cười to. Chủ nhân Bút Đại Đạo ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong bầu trời, nhẹ giọng nói, nếu đoán không nhầm, có lẽ cô gái kia không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt vô biên chủ dần biến mất. Ông ta hỏi, nếu thiên mệnh chiến đấu với cô ta, ai sẽ là người chiến thắng đây? Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nhạt, không đáp. Tuế Nguyệt Trường Hà. Một cô gái ngự kiếm di chuyển ngược dòng. Người này chính là Từ Kính. Sau khi chân vũ trụ hoàn toàn ổn định trở lại, nàng ta lập tức tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, ngược dòng Tuế Nguyệt. Mà mục tiêu của nàng ta cũng là thời đại cũ kia. Nàng ta không phải muốn đi tìm Diệp Quân. Mà chỉ là muốn ngược dòng Tuế Nguyệt để nâng cao thực lực, dù sao thực lực của Diệp Quân bây giờ đã dần vượt qua nàng ta rồi. Đây là chuyện không thể chấp nhận được với nàng ta. Nàng ta vẫn thích cảm giác có thể tùy ý bắt nạt Diệp Quân như trước đây hơn. Dù là chuyện kia, nàng ta cũng thích nằm ở trên, không thích nằm ở dưới. Quyền chủ động phải nằm trong tay nàng ta. Từ Kính nhanh chóng biến mất trong Tuế Nguyệt Trường Hà rộng lớn. Võ Tông. Thời đại cũ, Diệp Quân vẫn còn đang tu luyện trong tiểu tháp, mỗi ngày ngoài tĩnh ngộ tu tâm thì hắn chỉ đọc sách, đọc những quyển thần tịch mà thần nhất để lại. Những thần tịch này không chỉ có rất nhiều biện pháp tu luyện mà còn ghi chép lại một vài thuật thần thông cổ xưa, đều là thần thông và bí pháp của thời đại cũ, đặc biệt là thuật thần pháp, cực kỳ mạnh mẽ, khiến Diệp Quân không khỏi muốn thăm dò nghiên cứu, nhưng hắn không học nó. Hắn không muốn phân tán quá nhiều sự chú ý của bản thân, đối với hắn hiện tại, tập trung tu luyện kiếm đạo mới là việc đúng đắn nhất. Mà trong những cổ tịch thần nhất để là có một quyển màu đen là bí ẩn nhất, không chỉ Diệp Quân xem không hiểu chữ viết trong quyển cổ tịch này mà ngay cả Mộc Nguyên cũng không hiểu, hơn nữa thần thức cũng không thể tiến vào bên trong, rất bí ẩn. Diệp Quân và Mộc Nguyên cùng nghiên cứu một lúc lâu vẫn không nghiên cứu ra được manh mối gì. Hai người im lặng nhìn cổ tịch màu đen trước mắt. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, đây là nhật ký mà chủ nhân viết. Hai người đều sửng sốt. Giọng nói của thần đồ. Lúc trước thần đồ bị linh của thần ấn thu phục,
nhưng sau khi tiến vào tiểu tháp nó lại khác với thần ấn, nó vẫn luôn rất khiêm tốn yên phận. Dù sau đó linh của thần ấn rời đi muốn đưa nó theo, nó cũng không đi cùng. Không phải nó trung thành với Diệp Quân hay thế nào, nó chỉ thích thế giới trong tiểu tháp này thôi. Nơi này không chỉ có thời gian khác với bên ngoài mà còn có rất nhiều linh khí tổ nguyên, đây thật sự là một thiên đường tu luyện. Ở lại đây, cái gì cũng có. Vì thế khi linh của thần ấn chọn nữ phu tử, nó cảm thấy rất khó hiểu. Nơi này tốt như thế, rời đi làm gì? Hơn nữa chủ nhân mới này còn rất dễ tính, bình thường cũng không quan tâm đến chúng nó, đặc biệt là khi nó hấp thu tổ nguyên, chủ nhân mới cũng không ngăn cản, rất rộng rãi cho nó hấp thu. Vì thế nó rất không hiểu vì sao linh của thần ấn không ở lại đây để phát triển. Diệp Quân chợt nói, thần đồ, người nói đây là nhật ký do thần nhất tiền bối viết à? Thần đồ đáp, đúng thế, quyển nhật ký này có liên quan đến lai lịch của chủ nhân. Diệp Quân nhíu mày, lai lịch của thần nhất. Thần đồ đáp, đúng thế. Diệp Quân trầm giọng nói, ông ấy còn có lai lịch gì à? Thần đồ nói, chủ nhân cũng đâu phải sinh ra từ tảng đá. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, sau đó nói, ngươi còn biết gì nữa không? Thần đồ nhẹ giọng nói, ta chỉ biết đây là nhật ký của chủ nhân, ghi lại một vài chuyện quá khứ của ngài ấy, trước đây lúc linh của thần ấn hỏi chủ nhân về thứ này. Chủ nhân chỉ trả lời một câu, trùng hợp là ta cũng có mặt. Diệp Quân nhìn về phía Mộc Nguyên trước mặt, tiền bối có biết gì không? Mộc Nguyên lắc đầu, chủ nhân chưa từng đề cập tới chuyện quá khứ, lúc ta đi theo ngài ấy đã là vô địch rồi. Diệp Quân nhìn quyển cổ tịch màu đen trước mặt, sau một hồi im lặng suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không nghiên cứu về nó nữa. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Quân bắt đầu dạy dỗ mấy người nhóm Lâm Bảo Mỹ tu luyện, phải công nhận tốc độ tu luyện của họ thật sự rất kinh khủng, đặc biệt là Lâm Bảo Mỹ và Cẩu Đán đi đầu, tốc độ tu luyện của hai đứa có thể nói là rất nghịch thiên. Bây giờ Lâm Bảo Mỹ đã có thể thi triển thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm mà hắn dạy. Hơn nữa chưa đến mấy ngày, cô bé đã có thể chồng ba chiêu với nhau. Thiên phú tu luyện thế này khiến Diệp Quân cũng phải thay đổi sắc mặt. Còn Cẩu Đán, thật ra thiên phú của cậu ta cũng không thua kém gì Lâm Bảo Mỹ, cậu ta thích dùng quyền, vì thế Diệp An là người dạy cậu ta. Dưới sự dạy dỗ của Diệp An, trong một khoảng thời gian ngắn, Cẩu Đán đã lĩnh ngộ được quyền ý, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Có điều Cẩu Đán vẫn rất sợ Lâm Bảo Mỹ, hoàn toàn không dám ra tay với cô bé, vì chỉ cần ra tay cậu ta chắc chắn sẽ bị đánh. Ngoài Lâm Bảo Mỹ và Cẩu Đán, những đứa bé còn lại cũng tu luyện với tốc độ rất nhanh. Một nơi đất lành. Diệp Quân hơi cảm thán, những đứa bé này vì sinh ra ở động thiên thần nhất nên đúng là được trời ưu ái. Sau này chắc chắn bọn chúng sẽ tiền đồ vô lượng. Đi đến đây, thu hoạch lớn nhất của hắn là những đứa bé này. Võ Tông. Trong một gian đại điện, tông chủ huyền âm của Võ Tông đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay đặt lên đầu gối, mắt khép hờ. Bà ta vẫn mặc đồ màu tím, tao nhã cao quý. 100 tổ nguyên lấy được từ chỗ Diệp Quân đều đã bị bà ta hấp thu, mà việc này cũng khiến thực lực của bà ta tăng lên rất nhiều. Võ Tông có tổ nguyên, nhưng tổ nguyên không tinh khiết chút nào, so sánh với tổ nguyên Diệp Quân cho có thể nói là kém xa trăm nghìn dặm. Lúc này, Huyền Âm chậm rãi mở mắt, bà ta hơi nheo mắt lại, nếu có nhiều hơn chút nữa. Đã rất lâu rồi tu vi của bà ta không được tăng lên. Nhưng lần này tổ nguyên của Diệp Quân giúp tu vi của bà ta tiến bộ rất nhiều, nếu có nhiều tổ nguyên hơn, thậm chí bà ta còn có thể đột phá. Nghĩ vậy, trong mắt Huyền Âm lộ vẻ lạnh lùng. Nhưng bà ta vẫn còn rất bình tĩnh. Trước khi chưa điều tra rõ lai lịch của đối phương, bà ta sẽ không ra tay tùy tiện. Cẩn thận là trên hết. Lúc này, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện trong điện, ông ta cúi người hành lễ với Huyền Âm, sau đó nói, tông chủ. Đã điều tra rõ lai lịch của thiếu niên kia rồi. Huyền Âm híp mắt lại, nói đi. Ông lão áo đen trầm giọng nói, người này đến từ bên ngoài, lúc trước xuất hiện ở Văn Châu, từng xảy ra mâu thuẫn với Vũ Hóa Tông ở Văn Châu, nhưng không biết vì lý do gì mà Vũ Hóa Tông cũng không gây chuyện với hắn, sau đó, hắn đi tới Võ Châu của chúng ta. Huyền Âm hơi nhíu mày, chỉ thế thôi sao? Ông lão áo đen gật đầu, chỉ có thể điều tra được đến thế. Nhưng theo suy đoán của ta thì người này bị người khác đuổi giết ở bên ngoài,
bất đắc dĩ mới trốn đến chỗ của chúng ta. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát mới tiếp tục, nếu hắn bị đuổi giết thì đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn không có gia thế bối cảnh, dù có bối cảnh hay người chống lưng, thì chiến đấu ở nơi của chúng ta, ưu thế vẫn nằm trong tay chúng ta. Huyền Âm im lặng, ánh mắt bình tĩnh. Ông lão áo đen nhìn về phía Huyền Âm, trong mắt có ánh sáng lóe lên, tông chủ, giết hay là không đây? Giết hay không? Huyền Âm không lên tiếng, chỉ chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa đại điện, nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy vậy, ông lão áo đen do dự gọi, tông chủ. Huyền Âm hoàn hồn lại, liếc nhìn ông ta, bình tĩnh nói, suy đoán của ông à. Ông lão áo đen gật đầu, hỏi lại, tông chủ cảm thấy có gì không ổn sao? Huyền Âm bình tĩnh nói, tông lão, ông bị lợi ích trước mắt làm cho mù quáng rồi. Ông lão áo đen bất ngờ, vội vàng nói, ý của tông chủ là. Huyền Âm nhẹ giọng nói, ông có từng nghĩ tới việc vì sao người này có thể lấy được trăm đạo tổ nguyên trong một lần không? Đương nhiên đây không phải là điểm mấu chốt là hắn dám đưa ra. Ông lão áo đen trầm giọng nói, hắn không hề sợ võ tông chúng ta ư. Huyền Âm gật đầu, hắn dám dễ dàng để lộ tài vật của mình cho võ tông, chỉ có hai khả năng, thứ nhất, hắn rất ngu xuẩn, kẻ ngốc lắm tiền, thứ hai, hắn rất tự tin, không sợ võ tông. Thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng võ tông sẽ giết người tranh cướp bảo vật. Bà ta quay lại nhìn ông lão áo đen, tông lão cho rằng hắn là loại người thứ nhất hay thứ hai. Tông lão trầm mặc một lát rồi nói, loại thứ hai. Huyền Âm gật đầu, lần đầu tiên ta gặp người này, mặc dù thực lực của hắn đã bị phong ấn, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, không khiêm tốn cũng không hống hách, nếu cực kỳ ngu xuẩn hay tự tin thì sẽ không sợ võ tông đến. Ông lão áo đen do dự nói, ý của tông chủ là từ bỏ. Huyền Âm không nói gì. Từ bỏ. Không thể không nói, trong lòng bà ta cũng hơi do dự. Bà ta biết thanh niên kiếm tu kia không hề đơn giản, nếu cưỡng chế thì sẽ bị quả báo, võ tông và bà ta chưa chắc đã có thể gánh được nghiệp chướng này. Lý trí nói cho bà ta biết không cần thiết phải dính vào nghiệp chướng này, mà có thể phát triển thành một mối thiện duyên. Dù sao đối phương cũng đã tỏ thiện ý. Chỉ cần bà ta cũng tỏ thiện ý thì đó sẽ là một mối thiện duyên. Nhưng khi nghĩ tới trên người thanh niên kiếm tu có tổ mạch, bà ta cảm thấy hơi bất an. Tổ mạch đấy. Hơn nữa, tổ mạch trên người thanh niên kiếm tu không phải tổ mạch bình thường, nếu không, tổ nguyên không thể thuần khiết đến vậy, thậm chí không chỉ có một tổ mạch mà còn có nhiều thần vật khác. Đấu tranh. Do dự. Huyền Âm đắn đo hồi lâu. Ông lão áo đen cảm nhận được sự do dự và đấu tranh của Huyền Âm nên nhắc nhở, tông chủ, truy cầu phú quý trong khó khăn. Truy cầu phú quý trong khó khăn. Ông ta hy vọng tông chủ nhà mình có thể ra tay, nếu tông chủ có thịt ăn thì đương nhiên ông ta cũng được hưởng chút canh. Về phần mạo hiểm, tục ngữ có câu truy cầu phú quý trong khó khăn, gan nhỏ thì chết đói, gan lớn thì chống đỡ đến chết, sợ gì chứ? Huyền Âm cười nói, đời người đều biết truy cầu phú quý trong khó khăn, nhưng có mấy ai biết câu nói này chưa hoàn chỉnh. Truy cầu phú quý trong khó khăn, nhưng cũng trong khó khăn, được một thì mất chín. Nói đến đây, bà ta từ từ nhắm mắt lại, tu hành cả đời thì nên từ bỏ suy nghĩ may mắn, đặc biệt là lòng tham, đừng vì một suy nghĩ mà lao vào nguy hiểm, để rồi đánh mất tất cả mà hối hận. Vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Huyền Âm phóng ra. Luồng khí tức này giống như ngọn núi lửa phun trào, phóng lên trời, nhưng đã bị Huyền Âm áp chế ngay lập tức. Khí tức tổ cảnh đỉnh cao. Ông lão áo đen tròn mắt nói, đột phá rồi sao? Huyền Âm ngẩng đầu nhìn bên trời, lòng tham, thật đáng sợ. Tham lam. Khi nhìn thấy tổ nguyên trên người chàng trai kia, trong lòng bà ta đã dấy lên lòng tham này vô tình hóa thành con quỷ bên trong bà ta. Lòng tham và dục vọng sẽ khiến con người đánh mất chính mình. Câu nói truy cầu phú quý trong khó khăn của ông lão áo đen đã thức tỉnh bà ta, ai cũng biết truy cầu phú quý trong khó khăn, nhưng có mấy ai biết trong tình cảnh nguy hiểm cũng có thể mất đi phú quý. Huyền Âm cảm nhận được cảnh giới của mình, lắc đầu mỉm cười, con đường tu luyện, tại sao phải tìm bên ngoài chứ? Bà ta không do dự nữa, mời Diệp công tử đến đây. Ông lão áo đen do dự một chút rồi gật đầu, xoay người rời đi. Một lúc sau, Diệp Quân đi theo ông lão áo đen vào đại điện.
Hôm nay Diệp Quân mặc một chiếc áo trắng, thanh nhã như tuyết, tóc dài xõa ngang vai, phong thái nho nhã, tuy là kiếm tu nhưng trông giống thư sinh hơn. Huyền Âm làm động tác mời, dịu dàng cười nói, mời Diệp công tử ngồi. Diệp Quân gật đầu, ngồi xuống, nhìn Huyền Âm, đợi câu nói tiếp theo. Huyền Âm ngồi xuống đối diện Diệp Quân, cười nói, Diệp công tử, ngày mai sẽ sửa xong trận pháp dịch chuyển. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn. Huyền Âm nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, lẽ nào ngươi không sợ võ tông giết người cướp bảo vật sao? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, Huyền tông chủ sẽ làm vậy sao? Huyền Âm hỏi ngược lại, nếu ta làm vậy thật thì sao? Diệp Quân mỉm cười, vậy ta chỉ có thể chạy trốn. Dù sao Huyền tông chủ cũng lợi hại như vậy, đừng nói đến việc tu vi của ta đã bị phong ấn, cho dù không bị phong ấn thì ta cũng không phải đối thủ của Huyền tông chủ. Huyền Âm nhìn Diệp Quân một lúc rồi cười nói, mồm mép lém lỉnh. Diệp Quân mỉm cười, không tiếp lời. Huyền Âm nhìn vẻ mặt trấn tĩnh của Diệp Quân, mặc dù bà ta đang rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, bộ dạng tự tin của chàng trai này không phải là giả bộ, mà là sự tự tin từ trong xương cốt. Huyền Âm hơi tò mò vì sao hắn lại có thể bình tĩnh tự tin đến vậy. Lẽ nào bà ta và Võ Tông không có chút uy hiếp nào với hắn sao? Nghĩ đến đây, Huyền Âm không phục, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đấu thử đi. Diệp Quân hơi bất ngờ, đấu thử ư? Huyền Âm cười nói, đúng vậy, như bạn bè giao hữu thôi. Diệp Quân cười khổ, Huyền tông chủ, thực lực của ta đã bị phong ấn. Huyền Âm cười nói, yên tâm đi, ta không ức hiếp người đâu, ta cũng sẽ tự phong ấn tu vi. Diệp Quân trầm mặc. Huyền Âm chớp mắt, chỉ là thi đấu bình thường, chạm đến là dừng thôi. Diệp Quân cười nói, được. Huyền Âm đứng lên, phất tay áo, trong nháy mắt, Diệp Quân và Huyền Quân đã tới một mảnh sân luyện tập rộng lớn. Sân luyện tập này rất lớn, không thấy ranh giới. Huyền Âm nhìn Diệp Quân, cười nói, ta tự phong ấn tu vi rồi, tới đi. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn tiến lên một bước rồi phóng tới trước mặt Huyền Âm như mũi tên đứt dây, lấy ngón tay làm kiếm, đâm về phía Huyền Âm. Huyền Âm híp mắt lại, ngón tay của Diệp Quân trông rất bình thường nhưng lại cực kỳ thuần khiết. Đại đạo chí giản. Đối mặt với kiếm của Diệp Quân, Huyền Âm không chọn rút lui mà tiến lên một bước, tung một cú đấm. Đối đầu trực diện. Bùm. Khi nắm đấm và ngón tay chạm nhau, cả hai cùng lui lại phía sau, nhưng trong tích tắc, Huyền Âm đã lao về phía Diệp Quân với tốc độ cực nhanh. Diệp Quân không lùi mà tiến, đâm thẳng lên. Đối đầu trực diện. Bùm. Khi hai cơ thể tiếp xúc, sức mạnh mẽ bùng ra khiến cả hai lùi lại phía sau. Vào lúc này, Diệp Quân dậm chân phải về phía sau để ổn định cơ thể, sau đó đạp mạnh chân phải, cả người nhảy lên như con báo, chỉ về phía Huyền Âm. Lấy ngón tay làm kiếm. Mặc dù không có tu vi, nhưng kiếm của Diệp Quân vẫn mang kiếm ý và kiếm thế vô hình. Thấy vậy, Huyền Âm nheo mắt, bà ta không lựa chọn đối đầu với nhát kiếm này của Diệp Quân, mà lùi về phía sau, tránh lưỡi kiếm sắc bén. Ngón tay của Diệp Quân đâm vào hư không, kiếm thế đột nhiên yếu đi rất nhiều, lúc này, Huyền Âm phía xa lại vọt lên, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt hắn, sau đó đấm vào mặt hắn. Diệp Quân không lùi mà tiến, lao về phía trước, lại chỉ tay ra. Bùm! Hai người cùng lui về phía sau, nhưng ngay sau đó, cả hai lại lao vào nhau. Cứ như vậy, hai người đánh gần nửa giờ, nhưng vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng hai người dừng lại, bởi nếu tiếp tục đánh, trừ phi quyết đấu đến chết, nếu không hai người không thể phân thắng bại. Sau khi dừng lại, Huyền Âm nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, kiếm đạo của Diệp công tử mạnh thật đấy. Diệp Quân cười nói, thực lực của Huyền tông chủ cũng rất mạnh. Huyền Âm lắc đầu, vẻ mặt hơi phức tạp, mặc dù hai người họ ngang tài ngang sức nhưng đối với bà ta mà nói thì bà ta đã thua rồi. Bởi vì cảnh giới của bà ta vượt xa Diệp Quân, hơn nữa, tuổi tác cũng lớn hơn Diệp Quân, cho nên hòa chính là thua. Trước đây, bà ta đoán rằng phía sau Diệp Quân có khả năng có thế lực lớn mạnh nào đó, nhưng bây giờ xem ra, không phải là có khả năng mà là chắc chắn. Thế lực bình thường không thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Huyền Âm định thần lại, nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, tại sao ngươi lại đến đây? Diệp Quân đáp, vì một vài chuyện.
Thấy Diệp Quân không muốn nói nhiều, Huyền Âm cũng không hỏi thêm nữa, cười nói, Diệp công tử, sáng mai trận pháp sẽ sửa xong, đến lúc đó ta sẽ phái người thông báo cho ngươi. Diệp Quân gật đầu, làm phiền rồi. Huyền Âm gật đầu, sau đó phất tay áo, cùng Diệp Quân biến mất tại chỗ. Hai người trở về võ tông. Diệp Quân trở về phòng, sau đó tiến vào tiểu tháp, tiếp tục tu luyện, trận giao đấu với Huyền Âm, hắn vẫn chưa thể dùng hết sức, vì tu vi đã bị phong ấn nên không thể phát huy hết thực lực. Diệp Quân không tu luyện tiếp mà hướng dẫn Lâm Bảo Mỹ tu hành. Hắn không tiếc công sức với đám người Lâm Bảo Mỹ, hắn thật sự coi bọn họ như đệ tử để dạy dỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau, Diệp Quân được Huyền Âm dẫn tới trước trận pháp dịch chuyển. Huyền Âm nhìn Diệp Quân, trận pháp dịch chuyển đã sửa xong rồi, nhưng để kích hoạt trận pháp thì cần một lượng lớn linh khí, chi phí này phải do Diệp công tử chi trả. Diệp Quân nói, cần bao nhiêu tổ nguyên? Huyền Âm trầm giọng nói, ít nhất 30 đạo tổ nguyên. 30 đạo. Diệp Quân gật đầu, xòe bàn tay ra, 30 đạo tổ nguyên bay tới trước mặt Huyền Âm, Huyền Âm nhìn những tổ nguyên kia, sau đó phất tay áo, tất cả tổ nguyên đều bay vào trận pháp. Bùm! Sau khi tổ nguyên biến thành linh khí và bị trận pháp hấp thụ, trận pháp lập tức được khởi động. Diệp Quân nhìn Huyền Âm, cáo từ. Nói xong, hắn tiến vào trận pháp, vừa vào trong, cơ thể hắn trở nên hư ảo, một lát sau đã biến mất trong trận pháp. Huyền Âm trầm mặc một hồi rồi xoay người rời đi, nhưng đúng lúc này, dường như cảm nhận được điều gì đó, bà ta xoay người lại, thấy trận pháp dịch chuyển rung chuyển. Sau đó Diệp Quân lại trở về trận pháp dịch chuyển, không chỉ vậy, toàn thân Diệp Quân be bét máu, trông vô cùng thảm hại. Huyền Âm. Lúc này toàn thân Diệp Quân không chỉ be bét máu, mà cơ thể còn bị nứt toác, máu tươi liên tục trào ra không ngừng, thật sự vô cùng thê thảm. Thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Huyền Âm nghi hoặc, Diệp công tử, ngươi. Diệp Quân bước ra khỏi trận pháp dịch chuyển, hắn nhìn lướt qua cơ thể mình, cười khổ. Mẹ kiếp! Quá khủng bố. Vừa nãy, hắn mới ra khỏi trận pháp dịch chuyển đã bị mấy nghìn cường giả đỉnh cao vây đánh, nếu không có Ngao Thiên Thiên giúp đỡ, hắn không chạy kịp thì bây giờ xác hắn cũng lạnh rồi. Mấy nghìn người vây đánh. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều trận pháp khủng bố. Những người này chính là cường giả của vương tộc. Toàn bộ cường giả mạnh nhất của vương tộc đều ở ngoài đó canh chừng hắn. Quá khủng khiếp. Cả người Diệp Quân tê dần. Hắn biết người của vương tộc nhất định sẽ không chịu bỏ qua, bây giờ ra đó chắc chắn sẽ phải đánh nhau ác liệt một trận. Chỉ là hắn không ngờ, vừa ra ngoài đã thấy toàn tộc của đối phương vây đánh hắn. Không làm theo trình tự hả? May mà trận pháp dịch chuyển này có thể quay về, không thì e rằng hắn đã chết ở ngoài. Lúc này, Huyền Âm trầm giọng nói, Diệp công tử, ở ngoài có người chặn ngươi sao? Diệp Quân gật đầu, thành thật nói, đúng vậy. Huyền Âm nhìn lướt qua Diệp Quân, vẻ mặt hơi kỳ dị, có thể thấy Diệp công tử này đã gây ra những chuyện không tầm thường ở bên ngoài. Diệp Quân lắc đầu mỉm cười, tạm thời ta phải ở lại đây một thời gian, trận pháp dịch chuyển này. Huyền Âm lập tức nói, nếu Diệp công tử muốn thì lúc nào cũng có thể dùng, đương nhiên chi phí cũng do ngươi tự trả. Diệp Quân gật đầu, đương nhiên rồi. Huyền Âm do dự một chút rồi nói, Diệp công tử có thể ở lại võ tông. Bà ta cảm thấy có thể phát triển mối quan hệ tốt đẹp này. Diệp Quân lắc đầu, không cần đâu. Huyền Âm khó hiểu hỏi, tại sao? Diệp Quân cười nói, sẽ liên lụy tới võ tông. Huyền Âm mỉm cười rồi nói, Diệp công tử, võ tông ta không sợ người ngoài. Diệp Quân vẫn lắc đầu, Huyền tông chủ, ta nhận ý tốt của bà. Nhưng kẻ thù của ta không tầm thường, nếu ở lại võ tông sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho võ tông. Kẻ thù của hắn là Ngụy Thần, nếu ở lại võ tông, một khi có Ngụy Thần đến gây rắc rối cho hắn sẽ kéo theo tai ương ngập đầu tới võ tông. Vậy là không có đạo đức. Nghe Diệp Quân nói vậy, Huyền Âm do dự rồi cũng không kiên trì nữa, Diệp công tử cần gì thì lúc nào cũng có thể tìm ta, nếu làm được thì ta sẽ không từ chối. Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Huyền Âm khẽ gật đầu, không nói tiếp mà xoay người rời đi. Diệp Quân lại tiến vào tiểu tháp. Chị thương. Lần này đã sơ suất. Chỉ là, hắn thật sự không ngờ ở ngoài có nhiều người đợi hắn tới vậy. Vương tộc đúng là điên rồi, toàn tộc tới vây đánh hắn, đúng là điên rồ.
2. Diệp Quân khẽ thở dài, nhanh chóng chữa thương. Bên ngoài động thiên thần nhất. Lúc này, tất cả cường giả của vương tộc đều đang canh giữ ở ngoài trận pháp dịch chuyển. Không chỉ có trận pháp dịch chuyển này, mà tất cả lối ra của động thiên thần nhất đều có người của vương tộc canh giữ. Mà mục đích của bọn họ chính là Diệp Quân. Nhất định không thể để Diệp Quân chạy thoát. Tộc trưởng vương tộc Vương Tông đích thân trấn thủ, bên trái là đại trưởng lão của vương tộc Vương Hiền, còn lại là đám trưởng lão nòng cốt của vương tộc. Vẻ mặt Vương Tông hơi khó coi. Vì lúc nãy, tất cả cường giả của vương tộc đồng loạt ra tay cũng không bắt được Diệp Quân. Lại chạy mất rồi. Thật đáng tiếc. Đại trưởng lão Vương Hiền đột nhiên trầm giọng nói, thực lực của Diệp Quân đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Vương Tông cau mày. Vương Hiền lại nói, hắn ở trong đó mà lại có thể mạnh hơn. Nghe Vương Hiền nói vậy, tất cả những cường giả của vương tộc ở đó đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Bình thường sao? Chắc chắn là không bình thường. Trong động thiên thần nhất, người ở ngoài vào đều bị phong ấn tu vi, nhưng Diệp Quân lại có thể mạnh hơn khi ở đó. Vương Hiền đột nhiên nhìn về phía động thiên thần nhất, ánh mắt từ từ trở nên u ám lạnh lùng, chúng ta không thể cứ bị động canh giữ ở đây. Bây giờ vương tộc với Diệp Quân đã tới bước một mất một còn, cho nên nếu quan tâm Diệp Quân có ai hay thế lực gì chống lưng hay không thì không còn ý nghĩa gì. Lúc này, điều ông ta nghĩ tới là làm sao để giết chết Diệp Quân, diệt trừ mối họa cho vương tộc. Vương Tông đột nhiên nói, ý của đại trưởng lão là chúng ta nên tiến vào động thiên thần nhất sao? Vương Hiền gật đầu, phải. Vương Tông cau mày, vào trong đó sẽ bị phong ấn tu vi. Vương Hiền bình tĩnh nói, tu vi của hắn cũng bị phong ấn. Vương Tông trầm mặc. Vương Hiền trầm giọng nói, tộc trưởng, ông cũng thấy thiên phú của người này rồi đấy, chúng ta nhất định không thể cho hắn có thời gian phát triển, hơn nữa đêm dài lắm mộng, càng kéo dài càng gây bất lợi cho vương tộc chúng ta, vả lại, nếu hắn chết ở trong đó thì chẳng phải truyền thừa kia sẽ rơi vào tay người khác sao? Vương Tông nheo mắt. Truyền thừa thần nhất. Thật ra, sở dĩ vương tộc cử người tới vây giết Diệp Quân chủ yếu là vì truyền thừa thần nhất. Phải biết rằng, truyền thừa thần nhất là thứ mà ngay cả các vị thần cũng mơ ước, nếu vương tộc lấy được. Đương nhiên, Vương Tông cũng đã nghĩ tới mối nguy hiểm. Tùy cơ ứng biến. Nếu vương tộc lấy được truyền thừa thì vương tộc cũng sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó vương tộc sẽ trở thành đối tượng công kích của mọi người. Tuy vậy, ông ta cũng không sợ, dù sao sau lưng vương tộc cũng có một vị thần, tới lúc đó chỉ cần vương tộc không ăn mảnh một mình thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Vương Tông đột nhiên nói, cử một vài người vào đó thăm dò tình hình. Vương Hiền vội nói, tuyệt đối không thể. Vương Tông nhìn về phía Vương Hiền trầm giọng nói, tông chủ, sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức, vì vậy ta đề nghị lần này toàn bộ vương tộc sẽ tiến vào động thiên thần nhất, chỉ như vậy mới có thể chắc chắn giết được Diệp Quân. Một trưởng lão bên cạnh trầm giọng nói, đại trưởng lão, toàn tộc tiến vào động thiên thần nhất. Chuyện này thật sự hơi mạo hiểm. Phải biết rằng, vào đó sẽ bị phong ấn tu vi, mà ở trong còn có rất nhiều thế lực bản địa. Đại trưởng lão trầm giọng nói, mặc dù động thiên thần nhất có thế lực bản địa, nhưng thế thì đã sao? Khi biết thân phận của chúng ta là hậu duệ của thần tộc, bọn họ dám ra tay với chúng ta ư? Cho dù bọn họ dám ra tay thì cùng lắm chúng ta sẽ gọi tiên tổ. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía Vương Tông, tóm lại, chúng ta không thể khinh thường Diệp Quân. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải dùng toàn lực, một đòn giết chết, không chừa cơ hội. Vương Tông trầm mặc. Vương Hiền nói tiếp, chuyện liên quan đến truyền thừa của thần nhất, đáng để vương tộc chúng ta mạo hiểm. Truyền thừa thần nhất. Nghe Vương Hiền nói vậy, Vương Tông không do dự nữa, nói tiến vào động thiên thần nhất. Vào động thiên thần nhất. Dứt lời, Vương Tông bay thẳng tới trước. Từng bước dẫn theo tất cả cường giả của vương tộc đồng thời tiến vào trong động thiên thần nhất. Trong tiểu tháp, lúc này vết thương của Diệp Quân đã gần như được chữa trị hẳn, dù sao trong tiểu tháp còn có nhiều thần vật chữa thương. Mục Nguyên bước tới trước mặt Diệp Quân, vẻ mặt ông ta hơi nghiêm trọng, ta nghĩ, lần này bọn chúng không giết chết được cậu thì sẽ không chịu bỏ qua, cho nên. Diệp Quân nói khẽ, ý của ông là bọn họ có thể chấp nhận mạo hiểm tiến vào động thiên thần nhất ư? Mục Nguyên gật đầu. Diệp Quân trầm mặc. Nếu tất cả cường giả của vương tộc tiến vào động thiên thần nhất, đối với hắn mà nói thì đúng là một rắc rối to bằng trời.
Phải biết rằng, tuy đối phương tiến vào sẽ bị phong ấn tu vi, nhưng tu vi của hắn cũng đã bị phong ấn. Hơn nữa, hắn có thể bất chấp phong ấn mà đánh nhau thì đối phương cũng có thể. Đương nhiên, sau khi tiến vào, thực lực cá nhân sẽ phải trải qua thử thách, chỉ có cường giả mạnh nhất mới có thể chịu đựng phong ấn để chiến đấu, thực lực và ý chí yếu ớt thì chắc chắn không thể làm được, do đó, hắn vẫn có một chút ưu thế. Mộc Nguyên nói tiếp, dù thế nào, chúng ta vẫn phải nghĩ ra cách đối phó. Diệp Quân cười nói, không có cách đối phó nào cả, chỉ có thể binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, tùy cơ ứng biến. Mộc Nguyên cười khổ, dù sao cũng phải có cách đối phó mới được, nếu không tới lúc đó lại bị đánh hội đồng. Đánh hội đồng. Diệp Quân lắc đầu cười, nụ cười hơi cay đắng. Không thể không nói, từ đầu tới giờ, hắn hơi ám ảnh việc bị đánh hội đồng. Từ trận đầu tiên bắt đầu đánh cho đến tận bây giờ. Mộc Nguyên đột nhiên nói, chúng ta có viện binh không? Mộc Nguyên biết lai lịch của Diệp Quân không đơn giản nên mới hỏi vậy. Viện binh. Diệp Quân cau mày, thật ra, hắn cũng rất tò mò mẹ Tần Quan đang làm gì. Những việc ở vũ trụ vô tận của Tuế Nguyệt Trường Hà có lẽ đã được xử lý xong rồi nhỉ? Đương nhiên, hắn còn tò mò hơn về cha và cô váy trắng. Cũng không biết bọn họ đã đi đâu. Trong động thiên thần nhất, ở một dãy núi mênh mông, một người đàn ông và một người phụ nữ đang đi trên không trung. Người đàn ông đột nhiên nhìn về nơi cách đó không xa, sâu trong dãy núi có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa động phủ. Người đàn ông cười nói, lại là một di tích động phủ. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc đi theo chàng trai trẻ, bọn họ còn đi tham quan động thiên thần nhất. Nói đơn giản là du sơn ngoạn thủy. Nhìn núi ngắm sông cũng tốt. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới nơi động phủ bám đầy bụi, đứng trước động phủ, ở cửa động là một tảng đá khổng lồ. Trên đó còn có một phù ấn thần bí. Người đàn ông tò mò, đây là gì? Người phụ nữ váy trắng liếc nhìn động phủ, hơi nhướng mày. Người đàn ông hỏi, thế nào? Người phụ nữ váy trắng đang định đáp lời thì đúng lúc này, phù ấn trên động phủ đột nhiên rung lên dữ dội, ngay sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện khắp nơi. Thấy cảnh tượng này, người đàn ông cau mày, dù vậy ông ấy vẫn không chút sợ hãi. Cũng không biết tại sao, ông ấy thấy mình thật lợi hại. Có lẽ không một ai có thể đả thương ông ấy. Không đúng, có một người ngoại lệ. Ngoại lệ đó là Thanh Nhi bên cạnh. Nhưng ông ấy biết, Thanh Nhi sẽ không đả thương ông ấy. Đúng lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, trong phù ấn có một ông lão chậm rãi bước ra, ông lão mặc áo bào trắng, phong thái như thần tiên. Ông lão liếc nhìn hai người trước mặt, đột nhiên mắt sáng rực. Ông ta bay thẳng tới trước vài bước, cười nói, hai người có đồng ý bái ta làm thầy không? Bái sư. Ánh mắt ông lão nóng rực, vô cùng phấn kích. Hạt giống tốt. Thiên phú của hai người trước mắt này đều rất kinh khủng. Thánh thể đại đạo. Cơ thể phàm nhân. Ông ta không ngờ mình lại gặp được hai người có thể chất đặc biệt trong truyền thuyết ở đây, điều này khiến ông ta cảm thấy như đang nằm mơ. Nghe ông lão nói vậy. Người đàn ông áo trắng khẽ cười, bọn ta chỉ tùy tiện đi dạo một vòng thôi. Ông lão vuốt râu mỉm cười, tỏ vẻ bí hiểm, các ngươi biết ta là ai không? Người đàn ông áo trắng còn chưa kịp đáp lời, ông lão đã nói, đã từng nghe nói về đạo lão nhân chưa? Người đàn ông áo trắng lắc đầu, chưa từng nghe. Ông lão cau mày, chưa từng nghe sao? Người đàn ông áo trắng thành thật gật đầu. Ông lão nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng. Gần từng chữ, đạo lão nhân. Ngươi, chưa từng nghe đến cái tên này thật sao? Thấy ông lão sắp nổi giận, người đàn ông áo trắng hơi do dự, sau đó nói, đột nhiên nhớ ra rồi, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ở bên cạnh người đàn ông áo trắng, khóe miệng người phụ nữ váy trắng hơi nhếch lên, bà ấy liếc nhìn người đàn ông áo trắng, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Ông lão cũng không dễ bị lừa như vậy. Ông ta trầm giọng nói, chỉ mới mấy năm trôi qua, sao thế giới bên ngoài lại không còn truyền thuyết về đạo lão nhân ta nữa chứ? Người đàn ông áo trắng cười nói, bọn ta chỉ tới đây đi dạo một vòng, vô tình quấy rầy, xin thứ lỗi. Ông lão cười nói, vào sư môn của ta, có thể gặp được đại đạo. Người đàn ông áo trắng lắc đầu, từ chối một lần nữa. Nụ cười trên mặt ông lão dần dần biến mất, người trẻ tuổi. Ngươi có biết ngươi vừa từ chối gì không?
Người đàn ông áo trắng hơi bất đắc dĩ, ông ấy quay đầu nhìn về phía người phụ nữ váy trắng ở bên cạnh. Người phụ nữ váy trắng nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Người đàn ông áo trắng lắc đầu cười. Ông lão hơi tức giận, mấy người cho rằng đạo lão nhân ta là nhân vật ở cấp bậc gì. Năm đó ta cũng là nhân vật làm rung chuyển trời đất, bây giờ chủ động thu nhận hai ngươi làm đệ tử, nhưng hai ngươi ba lần bảy lượt từ chối, lại còn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Ông lão lạnh lùng hừ một tiếng, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ lấy hai người bọn họ, ông ta vốn định cho hai người trẻ tuổi này biết thế nào là lễ độ. Tuy nhiên, khi sức mạnh của ông ta bao phủ lấy hai người, ông ta lập tức sững sờ. Bởi vì hai người trẻ tuổi trước mắt không bị ảnh hưởng chút nào. Ông lão thầm sửng sốt, các ngươi. Người đàn ông áo trắng cười nói, đã quấy rầy rồi. Nói xong, ông ấy xoay người rời đi cùng người phụ nữ váy trắng ở bên cạnh. Đạo lão nhân đột nhiên nói, khoan đã. Người đàn ông áo trắng xoay người nhìn về phía đạo lão nhân khẽ cười nói, không ngờ ta lại nhìn nhầm. Người đàn ông áo trắng ngẫm nghĩ, sau đó nói, hai người bọn ta tới đây chỉ đi dạo, nếu lỡ quấy rầy thì xin thứ lỗi. Đạo lão nhân nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, nếu ta không thứ lỗi thì sao? Người đàn ông áo trắng cau mày. Lúc này, người phụ nữ ở bên cạnh đột nhiên lật tay ấn mạnh. Đạo lão nhân quỳ thẳng xuống, không thể động đậy. Đầu óc đạo lão nhân trống rỗng. Người phụ nữ váy trắng nhìn đạo lão nhân, ta đã nể mặt ông lắm rồi đấy. Đạo lão nhân kinh hãi, các ngươi. Người đàn ông áo trắng kéo người phụ nữ váy trắng, cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người xoay người rời đi. Sắc mặt đạo lão nhân tái nhợt như tờ giấy trắng, khuôn mặt ngơ ngác. Ở phía xa, hai người chậm rãi đi về phía cuối dãy núi. Người đàn ông áo trắng yên lặng không nói gì cả. Người phụ nữ váy trắng liếc nhìn người đàn ông áo trắng, không vui sao. Người đàn ông áo trắng cười nói, suốt dọc đường đi, hầu hết những người gặp trên đường đều không thân thiện lắm. Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói, đánh một trận thì sẽ thân thiện ngay thôi. Người đàn ông áo trắng cười ha hả. Đánh một trận. Không thể không nói, cách này rất bạo lực, nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Người đàn ông áo trắng không còn đắn đo vấn đề này nữa, ông ấy lôi kéo người phụ nữ bên cạnh, chậm rãi đi về phía dãy núi xa, một lúc sau đã biến mất trong dãy núi mênh mông. Bên trong tiểu tháp, Diệp Quân lẳng lặng đứng ở một nơi trên đỉnh núi, cuối tầm nhìn của hắn ở trên những đám mây, một cô bé đang cầm kiếm đi tới. Chính là Lâm Bảo Mỹ. Lâm Bảo Mỹ không ngừng xuyên qua từng tầng mây, khi thì bay vút lên trời, khi lại lao lên đỉnh, rồi lao thẳng xuống, xuyên qua những đám mây, chơi đùa rất vui vẻ. Trên đỉnh núi, trên mặt Diệp Quân nở nụ cười, Lâm Bảo Mỹ đã lĩnh hội được thuật ngự kiếm. Điều đáng nói là Lâm Bảo Mỹ đã lĩnh hội được kiếm ý chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không những vậy, cô bé này hiện đã bắt đầu tiếp xúc với vực. Ngay cả Diệp Quân cũng cảm thấy hơi đáng sợ với thiên phú này, phải biết rằng, thiên phú của hắn đã rất yêu nghiệt, mà bây giờ, thiên phú của Lâm Bảo Mỹ trước mặt còn đáng sợ hơn. Không chỉ có thiên phú kiếm đạo, Lâm Bảo Mỹ dường như không gặp bất kỳ trở ngại nào trong quá trình luyện tập, tiến bộ cực kỳ nhanh. Ngoại trừ Lâm Bảo Mỹ, tu hành của Diệp An và Cẩu Đán cũng rất yêu nghiệt, nhưng Cẩu Đán thì bi thảm hơn, cậu ta sợ Diệp An và Lâm Bảo Mỹ, ở trước mặt hai người này. Cậu ta chỉ dám phục tùng mệnh lệnh, không dám lớn tiếng. Lúc này, Lâm Bảo Mỹ đột nhiên ngự kiếm bay đến trước mặt Diệp Quân, kiếm quang tản đi, Lâm Bảo Mỹ nhảy khỏi thân kiếm, cười nói, sư phụ. Lâm Bảo Mỹ mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ, bên hông có buộc hai quả bóng len đỏ, một cao một thấp, rất có sức sống, bím tóc ban đầu được cô bé tháo ra, biến thành mái tóc dài xõa ngang vai, khiến cô bé trông có vẻ trưởng thành hơn. Diệp Quân cười nói, cảm thấy thế nào? Lâm Bảo Mỹ nghiêm túc nói, rất thoải mái. Diệp Quân cười ha hả, sau đó xòe bàn tay ra, trong tay xuất hiện hai thanh kiếm, cho con cái này. Nhìn thấy hai thanh kiếm trước mắt, hai mắt Lâm Bảo Mỹ sáng rực, vội vàng nhận lấy, oa, sư phụ. Diệp Quân nhìn Lâm Bảo Mỹ đang phấn khích, cười nhẹ nói, hai thanh phi kiếm này, một thanh tên là Long Ngâm, một thanh là Phượng Ngâm. Là bội kiếm mà ta đã đeo năm đó, bây giờ ta đưa chúng cho con. Long Ngâm, Phượng Ngâm,
Lâm Bảo Mỹ nhìn về phía Diệp Quân, nghiêm túc nói, sư phụ, con chắc chắn sẽ không phụ chúng. Diệp Quân cười nói, ta tin tưởng con. Lâm Bảo Mỹ hơi do dự, sau đó nói, sư phụ, tại sao người lại đối xử tốt với con như vậy? Diệp Quân hơi kinh ngạc, sao lại hỏi thế? Lâm Bảo Mỹ không nói gì. Diệp Quân mỉm cười, sau đó nói, có một số việc, không nhất định phải có lý do, hiểu chưa? Lâm Bảo Mỹ trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quân cười nói, không hiểu sao. Lâm Bảo Mỹ gật đầu. Diệp Quân nhoẻn miệng cười, sau đó nói, vậy thì tạm thời để đó đi, khi nào lớn lên thì con sẽ hiểu. Lâm Bảo Mỹ hơi cúi đầu, khi người mới đến trấn nhỏ, con bắt người phải cho con kẹo hồ lô thì con mới chịu giúp người, con đưa người về nhà con, nhưng người cũng phải cho con chút lợi ích. Sau đó, con không thể cho người bất cứ thứ gì, nhưng người lại bằng lòng giúp đỡ bà nội, còn bằng lòng dạy con tu hành. Nói đến đây, cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, trong mắt hiện lên màn sương mù, nước mắt tuôn rơi, con cảm thấy con không xứng với lòng tốt của người. Sắc mặt Diệp Quân phức tạp, không ngờ cô bé này lại nghĩ nhiều như vậy, hắn đăm chiêu một hồi, sau đó nói, có muốn nghe suy nghĩ của sư phụ không? Lâm Bảo Mỹ vội vàng gật đầu. Diệp Quân nghiêm túc nói, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, con không nợ ta cái gì, cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ ta miễn phí, vì vậy, việc con đòi hỏi lợi ích từ ta cũng là lẽ đương nhiên, không nên cảm thấy chuyện đó là sai trái. Về sau, sư phụ giúp con mà không cầu lợi ích, bởi vì với sư phụ mà nói, giúp con và bà nội của con chỉ là một chuyện vô cùng dễ dàng, nằm trong khả năng cho phép của ta. Vì vậy, ta lựa chọn giúp đỡ, nếu như chuyện quá khó giải quyết, nguy hiểm đến tính mạng của ta, ta sẽ không ra tay, hiểu chưa? Lâm Bảo Mỹ im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu, hiểu một chút rồi ạ. Diệp Quân cười, sau đó xoa cái đầu nhỏ của Lâm Bảo Mỹ, nhớ kỹ, sau này khi con có đủ bản lĩnh, nếu gặp phải chuyện bất bình, mà lại nằm trong khả năng cho phép của con, thì con có thể ra tay. Đương nhiên, nếu con bất lực thì đừng ra tay, tiền đề của việc giúp đỡ người khác là tránh cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, hiểu chưa? Lâm Bảo Mỹ gật đầu, vâng ạ. Diệp Quân mỉm cười, nói kiếm tu chúng ta coi trọng tâm cảnh nhất, nên con đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng nghĩ lung tung, tất nhiên, nếu thật sự không thể chịu được mà suy nghĩ lung tung thì phải nói ra. Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân, con hiểu ý của sư phụ, đối với sư phụ mà nói, giúp đỡ con và bà nội chỉ là một việc hết sức dễ dàng, nhưng đối với con mà nói thì không phải như vậy. Trong sách nói, trên đời này không có ai mắc nợ bạn, nhưng nếu bạn mắc nợ người khác thì cũng đừng coi thường nó, vì vậy, con sẽ cố gắng tu luyện, con sẽ báo đáp sư phụ. Diệp Quân bật cười, sau đó nói, nếu một ngày nào đó cần tới sự giúp đỡ của con, ta nhất định sẽ không khách khí với con đâu. Lâm Bảo Mỹ nghiêm túc nói, cứ quyết định như vậy. Diệp Quân cũng nghiêm túc nói, chốt kèo. Lâm Bảo Mỹ cười tâu toét, con đi tu luyện đây. Nói xong, cô bé xoay người đứng dậy, ngự kiếm bay thẳng lên trời cao. Lúc này, Mộc Nguyên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quân, ông ta nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói, thiên phú của đứa bé này và cậu đán thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Ông ta đã từng gặp rất nhiều thiên tài trong thời đại thần nhất. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn cảm thấy tài năng của hai đứa trẻ này thật đáng sợ. Đặc biệt là bây giờ, hai đứa trẻ này còn đang đi theo Diệp Quân một thiên tài tuyệt thế. Diệp Quân mỉm cười, sau đó nói, bên ngoài thế nào rồi? Mộc Nguyên thu hồi ánh mắt, sau đó nói, tới rồi. Tới rồi. Diệp Quân nhẹ giọng nói, nằm trong dữ liệu. Mộc Nguyên trầm giọng nói, bọn chúng đi tới Võ Tông. Võ Tông. Diệp Quân yên lặng. Võ Tông. Huyền Âm nhìn đám cường giả vương tộc trước mặt, trầm mặc không nói gì. Mục đích chuyến đi lần này của vương tộc rất đơn giản, hy vọng Võ Tông có thể giúp đỡ tìm Diệp Quân. Võ Tông là một thế lực địa phương, nếu chịu giúp đỡ thì việc tìm được Diệp Quân chỉ là một chuyện đơn giản. Phía dưới, Vương Tông nhìn Huyền Âm, không biết Huyền Tông chủ suy tính như thế nào. Huyền Âm cười nói, Vương Tông chủ. Huyền Âm ta không muốn nhúng tay vào chuyện này. Vương Tông cau mày, sau đó đứng dậy, trịnh trọng nói, nếu Huyền Tông chủ bằng lòng trợ giúp, vương tộc ta nhất định sẽ khắc ghi trong lòng, về sau nhất định sẽ báo đáp. Đây cũng coi như một lời hứa hẹn. Huyền Âm cười nói, Vương Tông chủ, Huyền Âm ta không muốn tham gia.
Nghe vậy, sắc mặt của đám người vương tộc đều trở nên u ám. Võ tông nhỏ bé này thật ngông cuồng, nếu ở bên ngoài, thế lực như này còn không có tư cách nói chuyện với vương tông. Một số cường giả vương tộc định tấn công, nhưng bị vương tông ngăn lại, vương tông chậm rãi đứng dậy, sau đó nói quấy rầy rồi. Nói xong, lão ta rời đi cùng đám người cường giả vương tộc. Sau khi tất cả các cường giả vương tộc rời đi, Huyền Âm đột nhiên nói, người đâu? Một ông lão xuất hiện phía sau Huyền Âm. Huyền Âm bình tĩnh nói, Diệp công tử giờ đang ở đâu? Ông lão nói, ở một dãy núi vô danh cách đây hàng ngàn dặm. Trong địa bàn Võ Châu, Diệp Quân rất khó che giấu hành tung của mình với Võ Tông, dù sao đây cũng là địa bàn của Võ Tông, hơn nữa, cảnh giới bây giờ của Diệp Quân đã bị phong ấn. Huyền Âm yên lặng một lát rồi nói, thông báo cho hắn biết, bảo hắn cẩn thận, sau đó đừng âm thầm theo dõi nữa. Võ Tông không còn thích hợp để tiếp tục dính vào vũng nước bẩn này nữa. Tuy nhiên, giữa Diệp Quân và vương tộc, bà ta vẫn sẽ chọn thiết lập mối quan hệ với Diệp Quân. Kết giao. Nghe Huyền Âm nói thế, ông lão do dự, sau đó nói, tông chủ, so với Diệp Quân này, lẽ nào vương tộc không phải càng thích hợp để kết giao hơn sao? Dù sao họ cũng là hậu duệ thần linh, đắc tội với vương tộc hậu duệ thần linh vì một thanh niên có thiên phú thì rất không đáng. Huyền Âm khẽ cười, người nghĩ Diệp công tử này là người tầm thường sao? Ông lão hơi ngờ vực. Huyền Âm khẽ nói, Diệp công tử này không phải là người tầm thường. Ông lão hỏi, không đơn giản hơn cả hậu duệ thần linh ư? Huyền Âm cười nói, vương tộc đến đây giết hắn, đã có thể chứng tỏ nhiều điều. Ông lão trầm giọng nói, tông chủ rất tán thưởng Diệp công tử này. Huyền Âm quay đầu nhìn ông lão, bật cười, thiết lão không nghĩ ta thích hắn đó chứ. Ông lão không đáp lời thẳng câu này, Diệp công tử này quả thật rất tuấn tú. Huyền Âm cười nói, ông nói thế hình như cũng đúng, Diệp công tử không chỉ có thực lực mạnh mà còn đẹp trai tuấn tú. Nghe nói thế, lòng ông lão căng chặt. Huyền Âm lại chuyển chủ đề, thiết lão, có biết tại sao ta lại trả lời mấy câu ông hỏi trước đó không? Thiết lão nhìn Huyền Âm cười nói, vì điểm xuất phát của ngươi là vì Võ Tông, cho nên ta sẵn lòng bàn bạc với ngươi, nhưng bây giờ vấn đề của ngươi hình như đã liên quan đến việc cá nhân của ta rồi. Nghe thế, ông lão biến sắc, lập tức cúi người thật sâu, là thuộc hạ không biết chừng mực, mong tông chủ lượng thứ. Huyền Âm phất tay. Ông lão không dám nói gì nữa, xoay người rời đi. Huyền Âm xoay người nhìn trời, nở nụ cười đầy hàm ý, hậu duệ thần linh. Bên ngoài Võ Tông, đám người vương tông vừa rời khỏi Võ Tông, một trưởng lão vương tộc trong đó hung hăng nói, thật láo xược, Võ Tông này thế mà lại chẳng xem vương tộc ta ra gì, nếu đang ở bên ngoài chắc chắn phải giết cả tông đó luôn. Sắc mặt các trưởng lão vương tộc khác cũng vô cùng u ám. Mấy năm nay nhà họ Vương chưa từng bị ai xem thường như thế. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, nơi này không phải ở bên ngoài. Câu này như một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống. Ở đây, Võ Tông đúng là không sợ họ. Lúc này Vương Tông bỗng nói, ta thử sức mạnh phong ấn này một chút. Nói rồi lão ta phất tay lên để mọi người lùi ra xa. Sau khi mọi người lùi hết, Vương Tông ngẩng đầu lên nhìn trời. Ngay sau đó một luồng khí thức mạnh bỗng lao lên trời từ trong người lão ta. Lúc này thời không xung quanh đều sục sôi. Nhưng thoáng chốc sức mạnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống rơi trên người Vương Tông, tu vi Vương Tông lập tức bị phong ấn. Thấy thế, sắc mặt các cường giả vương tộc đều trở nên khó coi. Vương Tông sầm mặt, hai tay run rẩy. Sức mạnh phong ấn đáng sợ đó mạnh hơn lão ta nghĩ rất nhiều. Mặc dù lão ta có thể chống đỡ sức mạnh phong ấn đó một lúc nhưng mức độ tiêu hao quá nhiều sức, lão ta không thể chịu được quá lâu. Vương Tông im lặng hồi lâu rồi nói, ở Võ Châu ngoài Võ Tông, còn thế lực nào khác không? Đại trưởng lão nói có, Tiên Nguyên Tông, nhưng thực lực của chúng không bằng Võ Tông. Vương Tông nói, thực lực yếu càng dễ nói chuyện, đến Tiên Nguyên Tông. Đại trưởng lão gật đầu, ừ. Không lâu sau. Mọi người khởi hành đến Tiên Nguyên Tông. Tiên Nguyên Tông. Tông chủ Tiên Nguyên Tông tên là Tư Mã Nho, cũng được coi là nhân vật có máu mặt ở Võ Châu, dù sao cũng là một cường giả cảnh giới thiên quân. Khi biết các cường giả vương tộc đến, Tư Mã Nho khá kinh ngạc, thật ra ông ta cũng không biết nhiều về gia tộc vương tộc này,
suy cho cùng Tiên Nguyên Tông cũng không bằng Võ Tông, không có nhiều thông tin về thế giới bên ngoài. Trong đại điện, Tư Mã Nho nhìn các cường giả vương tộc, sắc mặt rất bình tĩnh. Thật ra người trong động thiên thần nhất không có thiện cảm gì với người từ bên ngoài đến, người trong động thiên thần nhất nghĩ người ngoài vào đây không khác gì quân xâm lược. Lúc này sắc mặt của các cường giả vương tộc cũng không tốt lắm, vì họ nhận ra hình như người của Tiên Nguyên Tông không chào đón họ, chẳng những không chào đón mà còn có vẻ như thù địch. Vương Tông nhìn Tư Mã Nho, chắp tay nói, Tông chủ Tư Mã, làm phiền rồi. Tư Mã Nho bình tĩnh nói, có việc à? Vương Tông gật đầu, Tông chủ Tư Mã, lần này bọn ta đến đây là muốn nhờ Tiên Nguyên Tông giúp đỡ. Tư Mã Nho nhíu mày, giúp. Vương Tông khẽ gật đầu, bọn ta tới đây vì một người thanh niên, hắn tên là Diệp Quân nhưng vì nơi này khá đặc biệt, tu vi của bọn ta đều bị phong ấn nên không thể tìm được tung tích của người này. Do đó muốn nhờ Tiên Nguyên Tông giúp đỡ, nếu Tiên Nguyên Tông sẵn lòng giúp, vương tộc sẽ hậu tạ xứng đáng. Tư Mã Nho nheo mắt, hậu tạ cái gì? Vương Tông ngẫm nghĩ, sau đó nói, năm đạo tổ nguyên. Tư Mã Nho đứng lên, ông ta nhìn Vương Tông, người có tổ nguyên hả? Có trưởng lão vương tộc ở một bên nhắc, nhà họ vương ta là hậu duệ thần linh. Tư Mã Nho nhíu mày, hậu duệ thần linh, cái quái gì đấy, ông ta chưa từng nghe. Lúc này Vương Tông xòe tay ra, năm đạo tổ nguyên chậm rãi bay đến trước mặt Tư Mã Nho. Tổ nguyên. Nhìn thấy là tổ nguyên, mắt Tư Mã Nho lập tức nóng rực, Tiên Nguyên Tông không bằng Võ Tông là vì cho tới nay Tiên Nguyên Tông vẫn không có tổ mạch, cho nên tổ nguyên là thứ rất quý giá với Tiên Nguyên Tông. Vương Tông nhìn Tư Mã Nho, nếu Tiên Nguyên Tông giúp bọn ta tìm được Diệp Quân, nhà họ Vương ta vẫn có hậu tạ. Tư Mã Nho cất năm đạo tổ nguyên đó đi, ông ta nhìn Vương Tông, chuyện này có ảnh hưởng khá lớn, ta cần bàn với các trưởng lão. Vương Tông nhíu mày. Có cường giả nhà họ Vương định lên tiếng nhưng bị Vương Tông ngăn lại. Tư Mã Nho lại mặc kệ đám người nhà họ Vương, xoay người đi vào nội điện. Một trưởng lão nhà họ Vương bên cạnh Vương Tông tức giận nói, ức hiếp người quá đáng. Đúng là người thất thế dễ bị hại, nếu ở bên ngoài. Vương Tông bỗng quát, câm miệng. Nghe thế trưởng lão đó không dám nói gì nữa, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương Tông lạnh lùng nhìn ông lão còn tức giận đùng đùng đó, bỏ cái dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi đi, bây giờ chúng ta đang ở địa bàn của người khác, không phải ở thế giới bên ngoài, mọi chuyện đều là đại cục, đừng gây phiền toái cho ta. Đại trưởng lão cũng gật đầu, mục đích lần này của chúng ta là Diệp Quân, thế nên cố gắng đừng gây mâu thuẫn với thế lực bản địa. Các trưởng lão khác cũng gật đầu, mặc dù rất giận nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nơi này không phải ở ngoài kia. Vẫn phải cúi đầu xuống khi ở đây. Nhẫn nhịn một chút, sóng yên biển lặng. Nội điện, Tư Mã Nho triệu tập tất cả cường giả Tiên Nguyên Tông, sau khi nghe Tư Mã Nho nói xong, các cường giả Tiên Nguyên Tông đều động lòng. Tổ nguyên đó, nếu Tiên Nguyên Tông có đủ tổ nguyên thì thực lực của Tiên Nguyên Tông sẽ không dừng ở đây. Quan trọng hơn là bây giờ họ đã rất lâu rồi không thăng cấp, nếu có tổ nguyên. Không chừng có thể đột phá, đạt tới một cấp bậc khác. Có trưởng lão bỗng nói, giúp chúng tìm được Diệp Quân, chúng có thể cho được bao nhiêu tổ nguyên. Tư Mã Nho lắc đầu, chỉ nói sẽ có hậu tạ, còn bao nhiêu thì không nói rõ. Trưởng lão đó nhíu mày. Lúc này một trưởng lão áo đen trầm giọng nói, ta có một cách. Mọi người nhìn trưởng lão áo đen, ánh mắt trưởng lão áo đen trở nên lạnh lùng, sao chúng ta không tự mình lấy? Tự lấy. Mọi người sửng sốt, giết người cướp của. Tư Mã Nho cũng sửng sốt, ông ta chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng bây giờ nghe nói thế, hình như cũng không phải không thể. Có trưởng lão hơi lo lắng nói, chúng có thể tùy ý đưa năm tổ nguyên, xem ra không phải là người tầm thường. Trưởng lão áo đen đứng lên, lạnh lùng nói, chính vì như vậy, mới chứng minh chúng có càng nhiều tổ nguyên, đáng giá để mạo hiểm. Thật ra cũng không tính là mạo hiểm. Chúng là người ở thế giới bên ngoài, có lẽ là một thế lực rất mạnh, nhưng đừng quên ở nơi này tu vi của chúng đều bị phong ấn, chúng ta cần để tâm đến những điều đó sao? Chỉ cần Tiên Nguyên Tông không ra ngoài thì chúng có thể làm gì chúng ta? Mọi người đều im lặng. Trưởng lão áo đen càng lúc càng phấn khích nói, mạo hiểm mới làm giàu được, các vị, đây quả thực là một cơ hội lớn với Tiên Nguyên Tông. Các ngươi xem trên tay đám người đó đều đeo nhẫn.
điều đó có nghĩa là khi họ vào đây, tất cả bảo vật đều được mang theo vào. Nếu họ bị giết hết, Tiên Nguyên Tông sẽ phát tài. Nghe trưởng lão áo đen nói thế, vài cường giả Tiên Nguyên Tông cũng bắt đầu trở nên phấn khích. Giết người cướp của. Dĩ nhiên họ không ít lần làm chuyện này. Tất cả trưởng lão đều nhìn về phía Tư Mã Nho. Tư Mã Nho im lặng. Dĩ nhiên ông ta có thể nhìn ra đám người bên ngoài đó chắc chắn có lai lịch không đơn giản, nếu giết người cướp của chắc chắn sẽ có báo ứng. Ngay lúc này trưởng lão áo đen lại nói, tông chủ, chúng ta chỉ cần không rời khỏi đây, người bên ngoài có lợi hại đến đâu thì liên quan quái gì đến chúng ta. Đánh đi. Các trưởng lão khác cũng gật đầu tỏ ý có thể đánh. Giết người cướp của. Tổ Nguyên. Nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Quả là miếng thịt béo bở dâng đến tận cửa. Tư Mã Nho nhìn mọi người, sau đó nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đánh. Đánh. Ngoài điện, lúc này đám người Vương Tông vẫn còn đang đợi. Mặc dù cường giả Vương tộc hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không ai nói gì, mọi người đều ưu tiên đại cục. Sắc mặt Vương Tông rất bình tĩnh, lão ta rất tự tin, thế lực nhỏ này chắc chắn sẽ không từ chối được sự hấp dẫn của Tổ Nguyên. Nói trắng ra là những người ở đây đều là đám nhà quê chưa từng trải đời, đưa bừa một ít Tổ Nguyên đủ để khiến những người ở đây sẵn sàng bán mạng cho nhà họ Vương lão ta. Ngay lúc này, Tư Mã Nho bỗng bước ra. Vương Tông bình tĩnh nhìn Tư Mã Nho. Tư Mã Nho nở nụ cười nhưng lời nói ra lại khiến mọi người biến sắc, giết. Giết. Ông ta vừa dứt lời, xung quanh đại điện có vô số cường giả Tiên Nguyên Tông lao ra. Thấy thế, các cường giả Vương tộc đều ngơ ngác. Chuyện quái gì thế? Lúc này, một vị trưởng lão Vương tộc trong đó bỗng nổi giận, các ngươi làm gì vậy? Vương tộc ta là hậu duệ thần linh đấy, sao các ngươi dám? A, à, mẹ kiếp, các ngươi nghiêm túc hả, kiếm được món hời lớn. Giết! Tất cả cường giả Tiên Nguyên Tông đều ra tay, vô số cường giả Vương tộc mất cảnh giác đều bị chết giết. Mục tiêu của Tư Mã Nho là Vương Tông. Đánh giặc thì trước tiên phải giết người dẫn đầu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tất cả cường giả Vương tộc bị giết đều sững sờ. Có thế nào họ cũng không ngờ Tiên Nguyên Tông lại dùng chiêu này. Lúc này sắc mặt Vương Tông vô cùng khó coi, vì lão ta cũng không ngờ Tiên Nguyên Tông lại giết người cướp của như vậy. Đám quê mùa chưa từng trải đời này điên rồi sao? Lửa giận của Vương Tông bùng cháy. Lúc này Tư Mã Nho đã lao đến trước mặt lão ta, đánh một chưởng vào lão ta. Vương Tông nhìn chằm chằm Tư Mã Nho đánh một chưởng đến, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, nếu đang ở bên ngoài, cường giả cảnh giới thiên quân như Tư Mã Nho cũng chẳng có tư cách ra tay khi đứng trước mặt lão ta, nhưng lúc này tu vi của lão ta đã bị phong ấn. Vương Tông bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng hồi phục tu vi, đối đầu với sức mạnh phong ấn đó. Vương Tông đánh một quyền về phía Tư Mã Nho. Dầm! Hai đòn tấn công chạm vào nhau, sức mạnh cực lớn lan ra xa, cả đại điện đều biến thành tro bụi. Tư Mã Nho lùi về sau gần cả ngàn trượng, sau khi dừng lại sắc mặt ông ta trở nên nghiêm trọng, ông ta không ngờ người trước mặt này lại có thể chống đỡ sức mạnh phong ấn để đánh trả ông ta. Vương Tông ở đằng xa nhìn Tư Mã Nho, ánh mắt đằng đằng sát khí, ngươi có biết ngươi đang làm gì không hả? Tư Mã Nho khẽ cười, sao nào, ngươi muốn đe dọa ta hả? Vương Tông nhìn Tư Mã Nho, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Tư Mã Nho không nhiều lời nữa, lao về phía trước, tung một quyền vào Vương Tông, thời không xung quanh nổ tung. Mặc dù đại chiến trong Tiên Nguyên Tông sẽ phá hủy Tiên Nguyên Tông, nhưng đây là chuyện nhỏ, chỉ cần giết được đám người trước mặt, lấy được bảo vật của đám người này thì đã chiếm được món hời với Tiên Nguyên Tông. Lúc này sắc mặt của Vương Tông vô cùng tái nhợt, vì sau cú đấm đánh vào Tư Mã Nho vừa rồi. Tu vi của lão ta lại bị phong ấn, mỗi khi lão ta ra tay, phần lớn sức mạnh của lão ta đều sẽ dùng để chống lại sức mạnh phong ấn đó, thế nên bây giờ lão ta hoàn toàn không phải là mối đe dọa với Tư Mã Nho, ngược lại Tư Mã Nho là một mối đe dọa với lão ta. Trong lúc lão ta suy nghĩ, Tư Mã Nho đã lao đến trước mặt, Vương Tông mặc kệ mọi thứ chỉ có thể lại tung ra một quyền. Bùm! Hai người đồng thời lùi về sau. Sức mạnh quyền ý khiến thời không xung quanh vỡ tan. Khi dừng lại, Vương Tông nhìn xung quanh, sắc mặt lập tức trở nên u ám, lúc này các cường giả Vương tộc xung quanh đang bị Tiên Nguyên Tông tàn sát. Là tàn sát đấy.
Vì đa số cường giả vương tộc đều không có khả năng chống lại sức mạnh phong ấn, thế nên khi đối mặt với Tiên Nguyên Tông, họ chỉ là những người bình thường, từ đầu đến giờ, không tới nửa canh giờ, vương tộc đã mất cả vạn người. Hạng vạn cường giả. Hai mắt Phương Tông đỏ ngầu, mặt mày hung tợn. Lúc này đại trưởng lão ở một bên bỗng lo lắng nói, tông chủ, mau triệu hồi bóng dáng thần linh đi. Triệu hồi bóng dáng thần linh. Đây là con át chủ bài cùng của vương tộc, là một bóng người năm đó vị thần linh của vương tộc để lại, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần, mà vương tộc đã từng dùng 2 lần trước kia, bây giờ chỉ còn 1 lần, nếu dùng thì vương tộc sẽ mất đi con át chủ bài này. Còn việc liên hệ tiên tổ thần linh, thật ra vương tộc không thể nào chủ động liên hệ với tiên tổ thần linh, vị tiên tổ thần linh đó đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Nếu lão ta dùng con át chủ bài này ở đây thì vương tộc sẽ không còn bất kỳ chỗ dựa nào, đến lúc đó vương tộc sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Phải biết rằng vương tộc không có bất kỳ đường lui nào thì sẽ là miếng thịt béo bở ở trước mặt các gia tộc thần linh lớn khác. Không thể dùng. Nghĩ đến đây, Vương Tông hít sâu một hơi, sau đó hắng giọng nói, các vị trưởng lão, chống lại phong ấn với ta để người trong tộc chạy đi. Nói xong, lão ta bỗng tiến đến một bước, xòe bàn tay ra. Một cái vòng tay màu đen xuất hiện trên cổ tay, lão ta thầm niệm vài câu cổ chú, vòng tay đó khẽ run lên, sau đó một luồng thần quang phóng lên trời từ trong vòng tay đó. Sau khi được thần bảo trợ sức, khí tức trên người Vương Tông tăng lên rất nhanh. Các cường giả vương tộc như mấy người đại trưởng lão xung quanh cũng lấy ra át chủ bài. Thấy thế, sắc mặt đám người Tư Mã Nho ở phía xa bỗng trở nên nghiêm trọng, sau khi lao vào đánh nhau. Họ mới nhận ra nếu đám người trước mặt này không bị phong ấn chấn áp thì họ sẽ đánh không lại chúng. Không lâu sau, ánh mắt đám người Tư Mã Nho hiện lên sát khí, nếu đã thành thù của nhau thì tiêu diệt hậu họa này mãi mãi đi. Tư Mã Nho bỗng nói, giết! Giết! Vừa dứt lời, các cường giả Tiên Nguyên Tông lao về phía các cường giả vương tộc. Lúc này hai mắt của tất cả cường giả Tiên Nguyên Tông cũng đỏ ngầu. Lúc này rồi thì chỉ có một sống một còn. Lúc này, Vương Tông bỗng lao tới trước, cánh tay phải vung mạnh về phía trước, vòng tay trên cổ tay rung lên dữ dội, sau đó luồng sáng vàng đáng sợ bỗng nổ tung, sức mạnh cường đại lập tức tiêu diệt vài cường giả Tiên Nguyên Tông. Tư Mã Nho lập tức biến sắc, nói cẩn thận. Ông ta vừa nói vừa dẫn các cường giả Tiên Nguyên Tông liên tục lùi về sau, tạm thời tránh đòn tấn công. Lúc này các cường giả vương tộc đó cũng nhanh chóng rút lui về dưới sự dẫn dắt của mấy người đại trưởng lão. Luồng sáng màu vàng mà Vương Tông phóng ra xuất hiện không lâu thì bị phong ấn của thần nhất để lại vô tình trấn áp. Vương Tông cũng nôn ra vài ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, vô cùng yếu ớt. Ép buộc sử dụng thần bảo, cộng thêm lại đối đầu trực diện với phong ấn mà thần nhất để lại đã tiêu hao quá nhiều sức lực của lão ta đã sắp không chịu nổi nữa. Không dám nghĩ nhiều, sau khi dùng thần bảo đẩy lui đám người Tư Mã Nho, Vương Tông lập tức xoay người rồi biến thành lưu quang, biến mất ở tận cuối chân trời cùng với đám người đại trưởng lão bên cạnh. Lúc này có cường giả trong Tiên Nguyên Tông đã bắt đầu thu dọn chiến trường, phải nói trong nhẫn của những cường giả vương tộc này có không ít bảo vật, trong nhẫn của vài người còn có tổ nguyên, khiến các cường giả Tiên Nguyên Tông đều cười không nhặt được mồm. Đúng là kiếm được món hời lớn. Lúc này Tư Mã Nho dẫn đầu bỗng nói, đuổi theo. Nghe Tư Mã Nho nói thế, tất cả cường giả Tiên Nguyên Tông lập phản ứng lại, bây giờ không phải là lúc vui vẻ, chắc chắn ở bên ngoài những người này không đơn giản, mà giờ có thể nói là Tiên Nguyên Tông đã kết mối thù sinh tử với đối phương. Nếu không đuổi giết đến tận cùng thì sau này sẽ gặp vô số rắc rối. Nhân lúc người gặp nạn lấy mạng ngươi luôn. Tất cả cường giả Tiên Nguyên Tông đều đuổi theo dưới sự dẫn dắt của Tư Mã Nho. Võ Tông. Huyền Âm đứng trước đại điện, phía sau bà ta không xa là một ông lão áo đen, ông lão hơi cúi người đang báo cáo gì đó. Một lúc sau, Huyền Âm ngẩng đầu lên nhìn trời, khẽ nói, không ngờ Tiên Nguyên Tông lại to gan như thế. Không phải là chế giễu mà là lời nói tận đáy lòng. Phải biết rằng, mặc dù bà ta đứng về phía Diệp Quân nhưng cũng không dám ra tay với vương tộc. Dù sao chúng cũng là hậu duệ thần linh. Võ Tông không gánh nổi hậu quả này. Bà ta không ngờ Tiên Nguyên Tông lại dám giết người cướp của. Lúc này ông lão áo đen bỗng nói, người không biết thì sẽ không sợ. Huyền Âm khẽ cười không đáp trả,
đúng là nếu để Thiên Nguyên Tông biết ý nghĩa của mấy chữ hậu duệ thần linh này thì có cho chúng 100 lá gan, chúng cũng không dám ra tay với Võ Tông. Ông lão áo đen trầm giọng nói, vương tộc đến đây đuổi giết Diệp công tử, chuyện này không đơn giản. Huyền Âm bỗng hỏi, giờ Diệp công tử đang ở đâu? Ông lão áo đen nói, người của chúng ta đã rút đi rồi. Huyền Âm im lặng một hồi rồi nói, tìm được hắn, lúc cần thiết có thể giúp hắn một chút, dĩ nhiên phải làm cho gọn, đừng để lại bất kỳ dấu vết gì. Ông lão áo đen nhìn Huyền Âm, sao tông chủ lại đổi ý định? Huyền Âm nheo mắt, Tiên Nguyên Tông đã dám liều mạng như vậy rồi, lẽ nào chúng ta không bằng Tiên Nguyên Tông sao? Ông lão áo đen khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Huyền Âm ngẩng đầu lên nhìn tầng mây trắng trên trời, cong môi nói, có lẽ là thời cơ để Võ Tông bước ra. Bà ta quyết định tăng thêm mức cược. Nếu đối đầu với loại người như thanh niên kiếm tu đó thì phải nghĩ cách giết được hắn như nhà họ Vương để diệt trừ hậu họa, còn nếu có cơ hội trở thành bạn với hắn thì dĩ nhiên phải biết nắm bắt cơ hội. Nhưng bà ta không đặt cược hết mọi thứ. Nếu không hoàn toàn đắc tội với nhà họ Vương, bà ta có thể tận lực giúp đỡ Diệp Quân để Diệp Quân tiếp tục nợ ân tình. Mặc dù làm theo cách này thu thì báo đáp sẽ có hạn nhưng lại rất phù hợp, vì cho dù cuối cùng Diệp Quân có chết ở trong tay nhà họ Vương, Võ Tông cũng sẽ không gây thù với nhà họ Vương vì chuyện này. Vẫn còn đường thoát. Ở một bên khác, trong một dãy núi, cường giả nhà họ Vương điên cuồng chạy trốn. Lúc đi vào, họ có đến mấy vạn người nhưng bây giờ chỉ còn 1 vạn người. Tổn thất quá nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, họ thật sự không ngờ Tiên Nguyên Tông này lại dám giết người cướp của như vậy. Thật vô lý. Sau khi dẫn mọi người lùi đến dãy núi, sắc mặt Vương Tông vô cùng khó coi, lúc này ngực lão ta đang nhỏ máu, lần này nhà họ Vương tổn thất quá nhiều. Phải biết rằng, cường giả mà lão ta dẫn đến đều là tinh anh trong đám tinh anh, lần này tổn thất nhiều như thế thật sự là hao tổn quá mức với nhà họ Vương. Lúc này đại trưởng lão bên cạnh lão ta trầm giọng nói, tộc trưởng, tại sao không triệu hồi bóng dáng thần linh? Các trưởng lão khác đều nhìn Vương Tông, ánh mắt không hề thân thiện. Nếu có bóng dáng thần linh thì Vương tộc đâu có rơi vào bước đường này. Vương Tông lắc đầu, bóng dáng thần linh chỉ có thể triệu hồi 1 lần. Nghe Vương Tông nói thế, mọi người đều sửng sốt. Sắc mặt đại trưởng lão càng trở nên khó coi. Thoáng chốc ông ta đã hiểu được lợi và hại bên trong đó. Chỉ có 1 lần. Một khi triệu hồi thì dù vương tộc có ra khỏi đây cũng sẽ bị gia tộc hậu duệ thần linh khác thâu tóm. Không có con át chủ bài, ai mà sợ ngươi nữa. Dùng, thì gia tộc bị tiêu diệt. Không dùng thì chỉ có vài người chết. Chỉ có thể lựa chọn không dùng. Vương Tông khẽ nói, cho dù có dùng cũng chỉ có thể dùng vào lúc quan trọng nhất. Không thể dùng vào thế lực hạng ba này. Nói đến đây, sắc mặt lão ta bỗng trở nên bất thường. Quả là nỗi nhục nhã lớn. Người thất thế dễ bị hãm hại. Ngay lúc này, có hàng ngàn khí tức cực mạnh cuồn cuộn đến từ bầu trời. Chính là các cường giả của Tư Mã Nho đuổi đến. Thấy thế, đại trưởng lão quay đầu nhìn Vương Tông, trầm giọng nói, ở đây, chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Hàm ý trong lời nói rất rõ ràng, nếu vẫn không dùng cách triệu hồi bóng dáng thần linh thì họ vẫn sẽ có nhiều người chết ở đây. Vương Tông nhìn đám người Tư Mã Nho đuổi đến, im lặng không nói. Lão ta không ngờ vương tộc lại bị một thế lực thấp kém bức ép đến mức độ này. Vương Tông tiến đến một bước, xòe bàn tay ra, một lệnh bài xuất hiện trong tay lão ta, mắt lão ta hiện lên vẻ phức tạp, không ngờ rằng con át chủ bài cuối cùng của nhà họ Vương lại phải sử dụng ở đây. Rất khó chịu. Vương Tông muốn sử dụng lệnh bài đó nhưng ngay lúc này lại xảy ra chuyện dị thường, một tia kiếm quang xoẹt qua. Đồng tử Vương Tông co lại, hoảng hốt, vì mục tiêu của kiếm quang đó chính là lão ta. Vương Tông cảm thấy hoảng sợ, lại ép buộc sử dụng thực lực, tung một quyền. Rầm. Vương Tông bị nhát kiếm của Diệp Quân chém lùi về sau cả ngàn trượng, khi ông ta dừng lại, lệnh bài trong tay ông ta đã không còn nữa. Vương Tông ngẩng đầu lên nhìn, Diệp Quân yên tĩnh đứng đó, một thân áo trắng, tay hắn cầm lệnh bài. Mắt Vương Tông trợn trừng, Diệp Quân. Lúc này đám người Tư Mã Nho cũng đã chạy vào trong. Tư Mã Nho nhìn Diệp Quân, nhíu mày, Diệp Quân nhìn Tư Mã Nho, mỉm cười, người của mình. Tư Mã Nho.
Thật ra Diệp Quân đã âm thầm theo dõi Vương tộc kể từ khi họ đặt chân vào Tiên Nguyên Tông. Mà hắn cũng không ngờ Tiên Nguyên Tông lại mạnh đến mức dám ra tay với cả Vương tộc để cướp đoạt bảo vật. Thật sự là nằm ngoài suy đoán của hắn. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, ai bảo kẻ thù của kẻ thù là bạn làm gì? Khi thấy Vương Tông cầm lệnh bài ra, Diệp Quân biết ngay Vương tộc rất có thể còn đang giấu chiêu, thế là bèn cảnh giác. Sau đó, hắn không chút do dự mà ra tay. Tư Mã Nho đứng ở xa nhíu mày hỏi, cậu chính là tên Diệp Quân mà chúng đang truy lùng. Hắn cười đáp, chính xác. Tư Mã Nho, chúng phái cả tộc đến giết cậu. Diệp Quân gật đầu, trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sinh ra một tia đề phòng. Đại trưởng lão nhà họ Vương bỗng thốt lên, hắn cũng có tổ mạch. Hay cho một chiêu đánh lạc hướng. Đôi mắt Tư Mã Nho nhìn Diệp Quân nheo lại. Đại trưởng lão vội vàng bồi thêm, không chỉ một cái. Tư Mã Nho bèn hỏi lại, người định khích ta. Đại trưởng lão tiếp tục, tổ mạch mà hắn có. Nhưng Tư Mã Nho lại khoát tay, mấy trò rẻ tiền này thì đừng có mang ra làm gì cho nhục nhã. Cậu ta có tổ mạch thì cũng là của cậu ta, liên quan gì đến ta. Tiên Nguyên Tông bọn ta nghèo nhưng có tự trọng, tuyệt đối không lấy đồ của người khác. Các cường giả Vương tộc. Đại trưởng lão trừng Tư Mã Nho với gương mặt tối sầm khi nhận ra người này đang sỉ nhục cả Vương tộc một cách trắng trợn. Diệp Quân chỉ nhếch môi cười cười. Hắn đã dám xuất hiện tức đã không hề sợ Tiên Nguyên Tông, nếu đánh không lại thì cứ bỏ chạy thôi. Tư Mã Nho chợt quay sang hỏi hắn, hợp tác không? Diệp Quân cười đáp, được thôi. Tư Mã Nho cong môi, thế thì giết. Lời vừa dứt, nhóm cường giả Tiên Nguyên Tông ông ta dẫn theo đã nhào về phía cường giả Vương tộc. Phải đuổi tận giết tuyệt. Bằng không Tiên Nguyên Tông sẽ không thể ngủ yên. Gần như cùng lúc, Diệp Quân hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ, mục tiêu chính là Vương Tông. Thấy hắn tấn công, đồng tử lão ta rụt lại, ngươi. Vương Tông vốn còn tự hỏi vì sao Diệp Quân còn chưa bị phong ấn sức mạnh, nhưng một giây sau thì khựng lại khi nhận ra thanh niên kiếm tu này vẫn tấn công cho dù đang bị phong ấn. Sao lại thế được? Vương Tông khó lòng tin tưởng. Lão ta đã được đích thân trải nghiệm sức mạnh của phong ấn kia. Ngay cả cường giả tổ cảnh như lão ta mà cũng phải chật vật, khó lòng phát huy hết sức, ấy vậy mà Diệp Quân vẫn có thể rút kiếm với uy lực không kém gì lúc trước. Vô số suy nghĩ vụt qua đầu Vương Tông như điện xẹt. Vương tộc đã đánh giá quá thấp tên kiếm tu này rồi. Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn. Vương Tông hít vào một hơi, khẽ lật cổ tay, chiếc vòng tay bất ngờ bừng sáng. Quỳnh! Quầng sáng đẩy lui được Diệp Quân. Nhưng một khắc sau Tư Mã Nho đã xuất hiện tung nắm đấm. Rắc! Quầng sáng vỡ nát, Vương Tông bị đấm bay ra ngoài, chưa kịp dừng lại thì đã bị Diệp Quân tấn công tiếp tục. Đường kiếm lần này còn nhanh hơn trước đó. Vương Tông chỉ vừa kịp phản ứng lại thì thanh kiếm đã ập tới. Lão ta hoảng sợ, vội vàng nâng tay phải lên ngăn lại. Một quầng sáng phụt ra từ cổ tay lão ta, hóa thành một tấm khiên vàng. Duỳnh! Lưỡi kiếm của Diệp Quân chặt xuống khiến tấm khiên run lên bần bật. Sức mạnh khổng lồ va chạm khiến cả hai cùng lui bước, nhưng Diệp Quân vừa đi, Tư Mã Nho đã lại lao tới. Ầm! Tiếng nổ đinh tai vang lên khi Vương Tông bị đánh bay đi, sau đó lại là một tia kiếm quang ập tới như sấm chớp. Không cho lão ta bất kỳ khoảng trống nào. Nhìn thấy đường kiếm, Vương Tông hít vào một hơi rồi siết tay lại với ánh mắt quyết tuyệt. Duỳnh! Thân xác và linh hồn lão ta đồng thời bốc cháy. Khí tức tăng lên ngùn ngụt. Vương Tông vung cú đấm, nơi cổ tay sáng lên vời vời. Ầm! Diệp Quân và Tư Mã Nho cùng nhau bị đánh bay. Sau khi dừng lại, Diệp Quân cau mày, không ngờ Vương Tông lại thiêu đốt cả thân xác và linh hồn mà không hề do dự. Tư Mã Nho tuy không nói gì nhưng cũng nhìn lão ta với vẻ kiêng dè. Nếu họ đang ở bên ngoài thì Tiên Nguyên Tông không phải là đối thủ của một siêu thế lực như Vương tộc. Và lại nhân quả mang đến cũng quá lớn. Nhưng Tiên Nguyên Tông bây giờ đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục chém giết. Bởi vì ông ta cũng sợ bị trả thù. Sở dĩ ông ta hợp tác với Diệp Quân là vì biết thanh niên kiếm tu này có lai lịch phi thường, bằng không thì sao lại bị toàn thể Vương tộc đuổi giết, vì vậy nếu gây thù chuốc oán với hắn thì vô tình lại có thêm một kẻ địch. Ông ta không ngu đến thế. Nếu để lộ địch ý với người này,
ông ta không chỉ có thêm một kẻ thù mà còn khiến cho đối phương hợp tác cùng vương tộc chống lại Tiên Nguyên Tông. Thế nên ông ta mới quyết định bắt tay với Diệp Quân. Bên kia, vương tông lướt nhìn xung quanh, thấy cường giả vương tộc đã bị tiêu diệt gần hết. Nói đúng hơn là tàn sát. Trừ một số như đại trưởng lão ra, những cường giả khác của vương tộc đã bị sát hại toàn bộ, từ hơn 20.000 nay chỉ còn lại mấy nghìn người. Mấy nghìn thôi. Hai mắt vương tông long lên sòng sọc đầy dữ tợn. Vương tộc bị chôn vùi trên tay lão ta rồi ư. Nếu họ đang ở vương tộc thì cho dù không có lệnh bài kia, bọn họ vẫn còn rất nhiều tuyệt chiêu khác, nhưng ở đây lại không có gì. Đường cùng rồi. Lão ta không hối hận khi trở thành kẻ thù với Diệp Quân, mà hối hận vì đã đi đến đây với tâm lý khinh địch. Vương tộc mấy năm nay quen thói tự kiêu, cho rằng ai cũng phải nể mặt mũi mình, vậy nên lão ta mới dám mang người trong tộc đến động thiên thần nhất này, nào ngờ Tiên Nguyên Tông lại chẳng nể nang gì. Nên trách Tiên Nguyên Tông ư? Không. Kẻ đáng trách là lão ta khi đã quá tự tin vào bản thân. Cảm nhận được thân xác và linh hồn mình đang biến mất, Vương Tông hít vào một hơi rồi nói với đại trưởng lão đang chật vật bên kia, ra ngoài rồi, hãy thông báo cho thế nhân biết, truyền thừa của thần nhất nằm trong tay Diệp Quân. Lão ta nói xong thì ngẩng đầu lên, vung tay ra. Chiếc vòng vàng trên cổ tay lão ta hóa thành tia sáng phóng vút lên cao. Quỳnh! Nó xé rách thời không trên cao. Một khắc sau, sức mạnh phong ấn bí ẩn kia lại ập xuống đè lên người Vương Tông, bị lão ta cắn răng gắng gượng chống lại. Tư Mã Nho thấy thời không của động thiên bị phá thì biến sắc la lên, giết. Đương lúc ông ta chuẩn bị ra tay thì Vương Tông quay phắt lại, vung tay lên, để hàng loạt tia sáng lao ra. Tư Mã Nho và những người khác biến sắc, không dám chống đỡ trực tiếp mà đành phải tạm lánh đi. Diệp Quân cũng lựa chọn lùi lại chứ không tiến lên cản phá, bởi vì sức mạnh của Vương Tông sau khi thiêu đốt linh hồn, thể xác và sử dụng cả bảo vật kia đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Đẩy lui đối thủ rồi, Vương Tông mới gầm lên với bọn đại trưởng lão, đi mau. Bọn họ không dám chậm trễ, lập tức thi nhau bay vút lên cao, chui vào kẽ hở thời không kia. Nhưng chưa được 100 người tiến vào, sức mạnh phong ấn kia đã nghiền nát chiếc vòng tay, phong ấn tu vi Vương Tông, biến lão ta thành người phàm. Lão quỳ một chân giữa không trung, thân thể dần trở nên trong suốt. Đốt cháy linh hồn, thể xác và hủy diệt một món bảo vật, cũng chỉ có thể mở ra thời không trong vài giây. Nhưng với lão ta, vậy là đủ rồi. Vương tộc cần có người kế thừa. Các cường giả vương tộc chưa kịp rời đi lộ rõ vẻ khủng hoảng và tuyệt vọng trên mặt. Đến lúc này họ mới biết thế nào là sợ hãi. Bởi vì người ở đây không quan tâm họ có là hậu duệ của thần hay không. Chỗ dựa lớn nhất cũng không còn rồi. Không lâu sau đó, những tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Khi cuộc tàn sát bắt đầu trở lại, Vương Tông nhìn tộc nhân bị giết hại bốn phía, ngẩng đầu tuét miệng cười với Diệp Quân, không lâu nữa đâu, các gia tộc hậu duệ của bốn đại thần linh sẽ đến tìm ngươi. Vừa dứt lời, lão ta đã biến mất trong một làn khói. Diệp Quân chỉ lãnh đạm nhìn lên cao, chợt nhận ra hắn có thể phá vỡ phong ấn nơi này nếu có đủ sức mạnh. Nhưng không cần phải đi thử làm gì, bởi hắn hoàn toàn có thể dùng truyền tống trận của võ tông để ra ngoài. Như cảm nhận được gì, Diệp Quân quay đầu lại, thấy Tư Mã Nho đang nhìn mình. Hắn cười nói, Nho tông chủ, hợp tác vui vẻ. Tư Mã Nho đáp lễ, hợp tác vui vẻ. Diệp Quân, sau này gặp lại. Rồi xoay người rời đi. Tư Mã Nho nhìn theo, chợt nói, Diệp công tử, bảo vật của bọn chúng. Diệp Quân chỉ phất tay, ta không cần. Không cần. Nụ cười trên mặt Tư Mã Nho đọng lại. Một cường giả Tiên Nguyên Tông đi đến bên y, thấp giọng hỏi, tông chủ, thanh niên đó rất có thể có tổ mạch trong tay. Tư Mã Nho chỉ hỏi lại, chẳng lẽ ta không biết? Cường giả kia thắc mắc, vậy vì sao không? Tư Mã Nho, hắn đến cả tổ nguyên còn không đặt vào mắt. Rốt cuộc gia thế phải thế nào chứ? Tiểu tử này chắc chắn là con em được siêu gia tộc nuôi thả, chúng ta không nên đắc tội. Có muốn bắt nạt cũng phải chọn mấy đứa yếu yếu chứ? Vương Tông. Sau khi được đại trưởng lão đưa khỏi động thiên thần nhất, các thành viên Vương Tông quay đầu nhìn lại với đôi mắt long lên sòng sọc như sắp nứt ra, đáy lòng đau xót khôn tả. Sau trận đánh này, vương tộc xem như sụp đổ hoàn toàn.
không chỉ mất đi hầu hết tộc nhân mà lệnh bài thần linh cũng bị rơi vào tay Diệp Quân, giờ đến cả thế lực hạng ba cũng không trèo lên được. Xem như xong rồi. Đại trưởng lão chợt nói, truyền lệnh ta, loan tin rằng truyền thừa của thần nhất nằm trong tay Diệp Quân. Đường sống duy nhất của vương tộc vào lúc này là phải di rời sự chú ý của các gia tộc hậu duệ thần linh khác sang người Diệp Quân, chỉ khi ấy họ mới có cơ hội giữ mạng, thậm chí là lấy được thù lao. Bằng không bọn họ sẽ bị nuốt chửng. Đại trưởng lão nhìn xoáy vào động thiên thần nhất kia rồi quả quyết dẫn theo các cường giả còn lại trong tộc rời đi. Không bao lâu sau, tin tức Diệp Quân nắm giữ truyền thừa thần nhất trong tay đã nhanh chóng lan đi khắp thời đại cũ. Truyền thừa của thần nhất. Đúng như đại trưởng lão đoán, một khi chuyện này bại lộ, các gia tộc thần linh còn lại không còn quá để tâm đến một vương tộc đã bị tổn thương nặng nề nữa. Vô số cường giả ồ ạt đi đến lối vào động thiên thần nhất. Ở Mạt tộc, gia chủ đương nhiệm Mạt Thiên Đô vừa nghe tin về truyền thừa thì lập tức triệu tập cường giả trong gia tộc đến trong điện. Trong đó có Mạt Yêu Yêu. Mạt Thiên Đô nhìn quanh một vòng, cất tiếng hỏi, chư vị thấy thế nào? Một lão già trong bộ áo gấm bước ra, lập tức phái người đến động thiên thần nhất. Mấy trưởng lão đứng sau cũng rối rít gật đầu. Truyền thừa của thần nhất không phải tầm thường. Tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác. Mạt Thiên Đô quay sang hỏi người đứng thứ nhất bên tay trái mình, Yêu Yêu thấy sao? Lão già áo gấm nghe vậy thì cau mày. Mạt Yêu Yêu lên tiếng, con vừa nhận được tin mấy chục nghìn cường giả vương tộc đi vào động thiên thần nhất nhưng chỉ có vài chục đi ra, tộc trưởng vương tông cũng bỏ mạng trong đó. Sắc mặt những người khác xa sầm. Mạt Yêu Yêu tiếp tục, vương tộc vừa thoát ra đã lập tức loan tin về truyền thừa của thần nhất. Mục đích chính là để di rời sức hấp dẫn của bốn gia tộc hậu duệ thần linh chúng ta, để chúng ta tranh giành truyền thừa, cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi lại sức. Mạt Thiên Đô mỉm cười hỏi, vậy theo con chúng ta nên làm gì? Mạt Yêu Yêu điềm đạm đáp, nuốt gọn vương tộc rồi âm thầm quan sát. Không được. Trưởng lão áo gấm nói ngay, nếu cứ quan sát thì chúng ta sẽ thua thiệt nặng nếu truyền thừa rơi vào tay gia tộc khác. Mấy trưởng lão đứng sau cũng rối rít gật đầu đồng tình. Mạt Yêu Yêu lại hỏi, đại bá có từng nghĩ vì sao vương tộc lại bị tiêu diệt hoàn toàn trong đó không? Lão già áo gấm nhíu mày. Mạt Yêu Yêu nghiêm giọng, ta từng tiếp xúc với vị Diệp công tử này, biết hắn tuyệt đối không phải phàm nhân. Vương tộc gặp kết cuộc hôm nay là vì đã quá xem thường hắn, mà tộc chúng ta tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ ấy. Lão già hạ giọng, nhưng đó là truyền thừa của thần nhất. Thứ mà chúng thần cũng từng ao ước. Nếu chúng ta không chấp lấy cơ hội, để nó rơi vào tay người khác, há chẳng phải sẽ rơi vào thế bị động hay sao? Mạt Yêu Yêu nói với Mạt Thiên Đô, con cho rằng trước tiên nuốt gọn vương tộc rồi âm thầm quan sát. Ông ta không đáp lời. Lão già bên kia lại nói, vương tộc đã là nỏ hết đà, muốn thâu tóm khi nào mà chẳng được, còn truyền thừa là cơ hội không thể bỏ qua, đi rồi sẽ không trở lại. Đây là cơ hội thay đổi vận mệnh Mạt tộc, ta đề nghị trước tiên chiếm lấy truyền thừa rồi hãy đối phó với vương tộc. Quan trọng là phải nhanh. Mạt Thiên Đô vẫn im lặng. Lão già áo gấm lại nói, trong truyền thừa của thần nhất chắc chắn có tổ mạch, lại còn đến từ thời đại của ông ấy. Mạt Thiên Đô nheo mắt lại, ra lệnh, lập tức đến động thiên thần nhất. Tổ mạch, truyền thừa. Đứng trước hai thứ này, vương tộc không còn là miếng thịt thơm tho nữa. Quá khác biệt. Mạt Yêu Yêu rơi vào im lặng, mặt mày vẫn điềm tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Mọi người tan họp. Các cường giả Mạt tộc dùng hết tốc độ đi đến động thiên thần nhất. Chỉ có một người duy nhất ở lại, đó chính là Mạt Yêu Yêu. Cô ta ngẩng đầu, im lặng nhìn hàng loạt tia sáng nổi lên ở chân trời. Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đi đến, nắm lấy tay cô ta, thì thầm hỏi, con định rời khỏi nơi này. Mạt Yêu Yêu nói với bà, đi cùng con đi. Nhưng người phụ nữ chỉ mỉm cười lắc đầu. Mạt Yêu Yêu muốn nói lại thôi. Người phụ nữ, ta biết cha con cho phép ta ở lại đây, có được đầy đủ thân phận là bởi vì con, nhưng... ta đã thỏa mãn rồi. Mạt Yêu Yêu không nói gì, lại nhìn về nơi xa. Người phụ nữ lại nói, ta biết con phải đi, ta luôn ủng hộ con. Mạt Yêu Yêu quay lại nhìn bà, người biết không? Con cho rằng thương một người không có nghĩa là phải đánh mất bản thân mình, càng không nên vì đối phương mà nhân nhượng tất cả vì lợi ích chung mà không có giới hạn.
Làm như vậy không đổi lại được tình yêu, chỉ có thương hại hoặc ghét bỏ. Người phụ nữ không nói gì. Mạt Yêu Yêu tiếp tục, nếu con rời khỏi đây, không phải vì Mạt tộc đưa ra lựa chọn sai lầm, mà là vì con bây giờ mới nhận ra bọn họ chưa bao giờ xem chúng ta là người của họ. Nếu ở lại, con có lòng tin có thể trở thành chủ nhân Mạt tộc, và họ sẽ không ngăn cản được con. Nhưng con không cần phải làm vậy, vì Mạt tộc không đáng để con ở lại. Cô ta nhấc chân đi tới, làm phụ nữ, điều bi ai nhất là yêu phải một người không thương mình, làm con tự đày đọa bản thân mà không biết giới hạn. Con có thể yêu một ai đó, nhưng tuyệt đối sẽ không hèn mọn hạ mình. Nhưng đây là lựa chọn của người, nên con sẽ tôn trọng. Nói xong, cô ta biến mất ở nơi xa. Là người duy nhất từng tiếp xúc với Diệp Quân, cô ta biết rõ đối phương không phải chỉ là một thanh niên tầm thường, hơn nữa phải là cực kỳ không tầm thường. Sự hủy diệt của vương tộc đã chứng minh điều này. Nhưng đứng trước cám dỗ quá lớn, toàn bộ Mạt tộc đã bị lung lạc. Không nhìn thấy được hiểm nguy. Hay đúng hơn là họ thấy được, nhưng ỷ mình là hậu duệ thần linh mà xem thường gạt bỏ. Hậu duệ thần linh, tức có thần linh đứng sau. Đây là ngọn nguồn sức mạnh của họ. Nhưng họ đâu ngờ chính nó sẽ hại tất cả. Mạt Yêu Yêu nhìn thấu hết thảy, cũng đã ra sức lay tỉnh bọn họ. Tiếc rằng vô dụng. Nếu thật sự làm thế, cô ta sẽ bị toàn bộ Mạt tộc vứt bỏ. Khi ánh sáng soi vào bóng tội, nó mới chính là tội đồ. Vậy nên, cô ta lựa chọn rời đi. Bắt cả nhà hắn. Một hôm đó, có vô số cường giả tụ tập trước lối vào động thiên thần nhất. Họ đến từ bốn đại gia tộc thần linh. Ngoài ra còn có những thế lực khác đến ngóng xem có chấm mút được gì không. Đây là truyền thừa của thần nhất. Ai có thể không siêu lòng. Dù biết mình và nó không có tí quan hệ gì cũng không ngăn được bước chân họ tìm đến, nếu thật sự nấng được gì thì đúng là lời to. Điều đáng nói là người của học viện thần cũng đến. Đó là tả hữu chủ giáo. Trong bóng tối, tả chủ giáo nhìn khắp nơi một lượt, khẽ nói, đến đông đủ rồi. Hữu chủ giáo gật đầu, họ đương nhiên sẽ không từ bỏ truyền thừa thần nhất. Sẽ lại là một cơn mưa máu. Ông ta nhìn lối vào động thiên trong im lặng. Ai ở đây cũng có chút tâm tư của riêng mình. Tuy đều hận không thể vọt vào giết Diệp Quân để giành lấy truyền thừa, nhưng vẫn đủ lý trí để biết động thiên này không phải nơi có thể tùy ý ra vào, vì vậy đều chờ đợi ở đây. Đúng lúc này, gia chủ Mạt Thiên Đô của Mạt tộc xuất hiện từ bóng tối, mỉm cười lên tiếng, chư vị gia chủ nếu đã đến thì xuất hiện trò chuyện chút chứ hả? Lời vừa dứt, đã có hai người xuất hiện cạnh ông ta, một người đàn ông trung niên và một lão già. Người trước là gia chủ Trần Du của nhà họ Trần, người sau là gia chủ Tần Nguyên của nhà họ Tần. Mạt Thiên Đô còn Triệu Huynh. Một thanh niên bỗng xuất hiện từ xa, chậm rãi đi đến. Ba người kia nhìn thấy hắn ta thì nhíu mày. Thanh niên khẽ thi lễ, vãn bối Triệu Thiên Kích ra mắt ba vị tiền bối. Mạt Thiên Đô, đừng nói rằng nhà họ Triệu hiện đang do ngươi làm chủ. Triệu Thiên Kích cong môi, vãn bối vừa trở thành gia chủ cách đây không lâu, mọi việc trên dưới trong nhà đều do vãn bối lo liệu. Những lời này khiến ba người nhìn nhau khiếp sợ. Nhà họ Triệu vậy mà đã nhượng quyền rồi. Lại còn cho một người trẻ như vậy. Mạt Thiên Đô nhìn vẻ mặt khiêm nhường của Triệu Thiên Kích, hỏi chư vị thấy thế nào? Trần Du của nhà họ Trần cười, đương nhiên là giết người cướp truyền thừa. Trực tiếp vô cùng. Tần Nguyên cười, bằng không trước tiên cứ phái người vào nói chuyện với vị Diệp công tử này đi. Nếu hắn bằng lòng giao nộp truyền thừa thì chúng ta có thể cho hắn chút thù lao, đủ để giàu sang cả đời. Vừa tránh được đao binh, vừa kết được thiện duyên, một mũi tên trúng hai con nhạn. Trần Du thản nhiên liếc sang, người bớt ngây thơ đi được không? Tần Nguyên cũng không giận mà hỏi lại, lỡ như Diệp công tử là người thông minh, muốn giải quyết theo cách hòa bình thì sao? Trần Du thu hồi ánh mắt, nhìn Mạt Thiên Đô. Ông ta lại hỏi thanh niên khôn khéo kia, người thấy thế nào? Triệu Thiên Kích ngẫm nghĩ, vãn bối không có ý kiến, lần này đến đây là để học tập ba vị tiền bối. Các vị nói thế nào, vãn bối làm thế ấy? Tần Nguyên nhếch mép cười. Trần Du lại hỏi, Triệu Thiên Kích ngươi học ai không học, lại đi học mấy trò nham hiểm của lão Tần Nguyên này. Ngươi cho rằng ba lão già chúng ta sẽ bị dáng vẻ này của ngươi lừa gạt sao? Triệu Thiên Kích chỉ cười không đáp. Mạt Thiên Đô lại nhìn động thiên,
phải nghĩ cách bắt hắn lộ diện. Trần Du, há lại chẳng đơn giản quá. Dưới ánh mắt của những người khác, ông ta nói, điều tra lai lịch, bắt toàn tộc hắn đến đây. Hắn một ngày không ra, chúng ta giết một người, cho đến khi cả nhà hắn chết sạch, để ta xem hắn còn dám trốn không. Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.